Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Những ngày tiếp theo, mẹ Hoa và thầy Đăng vẫn chưa về. Chị Hạnh thì được ra viện, nhưng chị không về nhà mà ở nhà cha mẹ đẻ chị. Nói chung không có ai, cuộc sống ở đây tạm coi là dễ chịu. Nhưng có một điều, dạo này Ký Trúc rất xanh xao. Nôn thì thi thoảng thôi, nhưng người nó cứ xanh như tàu lá. Thế nhưng khi tôi và Thành dục nó đi viện, nhất quyết nó không chịu đi, còn nói rằng bệnh dạ dày của nó tái phát. Tôi vốn định cuối tuần này rảnh sẽ nhờ Thành lái xe để tôi đưa nó đi bệnh viện khám xem thế nào, chứ thấy tình trạng nó cứ kéo dài mãi, sợ nó sinh bệnh trong người. Thứ sáu sau khi học xong, tôi nhận được điện thoại của trung tâm Gentit, nói có kết quả xét nghiệm ADN. Buổi chiều Thành không có tiết nên anh đưa tôi sang bên Gentit lấy kết quả rồi sẽ về nhà. Trên đường đi tôi đã nghĩ rất nhiều phương án xảy ra, nhưng điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là tôi không cùng huyết thống với cả ba người. Khi đến trung tâm tôi vào một mình, Thành ở ngoài chờ. Nhân viên trung tâm đưa tôi vào trong, tôi đọc thông tin cho anh ta rồi ngồi xuống ghế. Ban nãy tôi thấy cũng bình thường, thế mà giờ ngồi đây tôi lại hồi hộp. Tự dưng tôi lại nghĩ, nếu tôi và ba người họ có chung huyết thống thì tôi phải làm gì đây? Tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không nghĩ sau đó phải làm thế nào. Thấy tôi run run, nhân viên đưa cho tôi cốc nước, giọng rất dịu dàng nói: cô đã lắng nghe được chưa? Tôi uống một ngụm, kết quả có ra sao thì cũng phải nghe nên tôi gật đầu. Nhân viên lấy ra ba bản xét nghiệm đặt trên bàn, trước tiên là bản của chị Hạnh và tôi. Nhân viên khẽ nói: kết quả xét nghiệm ADN của cô Đỗ Khánh Ngân và cô Đồng Chân Hạnh không có quan hệ huyết thống chị em. Tôi nghe xong không còn cảm thấy bất ngờ, là tôi cố chấp xét nghiệm lại thôi, chứ bản thân đã biết nó là chắc chắn. Giờ thì tôi cũng đã hiểu chị Hạnh hại tôi là thật, không có lý do để mà biện minh. Người nhân viên lại chỉ vào bản xét nghiệm thứ hai nói: kết quả xét nghiệm ADN của cô Đỗ Khánh Ngân và bà Đinh Khánh Hòa không có quan hệ huyết thống mẹ con. Tôi nhìn người nhân viên, khi anh ta đọc đến đây tôi cũng hiểu, rốt cuộc tôi và gia đình Hạnh thực sự không có quan hệ huyết thống. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi bỗng dưng cảm thấy hơi trống rỗng. Nếu không có quan hệ huyết thống, rốt cuộc chúng tôi có quan hệ gì? Quan hệ gì để chị Hạnh phải hại tôi? Quan hệ gì để cha chị phải tìm tôi? Người nhân viên lại cầm bản kết quả xét nghiệm cuối cùng, đọc kiên định: kết quả xét nghiệm ADN Đỗ Khánh Ngân và ông Đồng Thái Minh có quan hệ huyết thống cha con. Tôi nghe xong đột nhiên bủn rủn cả chân tay. Ban nãy khi đọc kết quả của tôi và mẹ chị Hạnh, tôi đã xác định tôi và cả nhà chị chẳng có quan hệ gì rồi. Thế nên kết quả cuối cùng khiến tôi không thể tin nổi. Tôi tưởng rằng mình nghe nhầm, hỏi lại: anh nói gì cơ ạ? Kết quả xét nghiệm ADN của cô Đỗ Khánh Ngân và ông Đồng Thái Minh có quan hệ huyết thống cha con. Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực của mình rất khó thở, cả người không đứng vững. Tôi hỏi lại một lần nữa: Anh đọc lại giúp tôi có được không ạ? Sao lại như vậy chứ? Người nhân viên chỉ tay vào kết quả xét nghiệm rồi nói: chúng tôi phân tích mẫu tóc, kết quả chính xác 99,99%. Cô và ông Đồng Thái Minh có quan hệ huyết thống cha con. Tôi đọc dòng chữ in đậm bên dưới: có quan hệ huyết thống cha con, rõ ràng đến mức không thể nhầm nổi. Tôi và ông Đồng Thái Minh có quan hệ huyết thống cha con. Ông là cha của tôi sao? Không phải là tôi không tin, mà là tôi không dám tin. Tôi không thể tin nổi. Tai tôi như ủ đi, vội vã túm lấy hai bản xét nghiệm ADN còn lại. Tôi cùng huyết thống với ông Minh, nhưng không cùng huyết thống với chị Hạnh và mẹ của chị. Tôi đã từng nghĩ đến cả trăm phương án, hoặc tôi và chị Hạnh cùng cha khác mẹ, hoặc tôi bị sáo đổi, hoặc tôi chẳng có quan hệ gì với cả ba. Nhưng không ngờ kết quả
lại là một đáp án mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cùng huyết thống với cha chị, không cùng huyết thống với mẹ con chị, có nghĩa là gì chứ? Là chị và cha chị hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với nhau sao? Tôi ngồi phịch xuống, thở không ra hơi. Cuối cùng tôi đứng dậy, có lẽ vì bàng hoàng không tin nổi, tôi còn quên cả phép lịch sự tối thiểu nhất là cảm ơn người nhân viên, vội vã cầm ba bản xét nghiệm, rồi đi ra ngoài. Khi ra đến ngoài, tôi thấy Thành mở cửa xe đi về phía tôi. Tôi nhìn anh, không thể cười nổi. Đang định tiến về phía anh, thì đột nhiên một chiếc xe trắng từ xa lao tới, phóng với tốc độ kinh hoàng. Còn chưa kịp phản ứng, tôi thấy Thành đã vội lao lên. Trong một giây lát, tôi thấy Thành túm lấy tôi, đẩy mạnh tôi ra ngoài. Cùng lúc đó, một tiếng rầm lớn vang lên. Cả người tôi loạng choạng ngã xuống đất. Chưa kịp bò dậy, đã thấy chiếc xe đó vẫn phóng với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng đến cột điện. Tôi nhìn lên, trước mặt mình là một vũng máu tươi. Thành nằm trên vũng máu đó, bất động. Toàn thân tôi như rơi thẳng xuống vực sâu, những tiếng la hét thất thanh vang lên. Tôi nhìn Thành, cả người bất động đứng chân chân nhìn anh. Lúc này có người gọi cứu thương, tôi hoàn toàn mất đi chi giác, đờ đẫn không thể đứng vững. Máu đỏ thấm ướt cả bộ quần áo đang mặc, đôi mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ vậy. Trong một giây lát, tôi bỗng nhớ đến lúc Vũ mất. Đôi mắt anh cũng nhắm nghiền như vậy, bỗng hoảng sợ lao đến. Thành, anh không được chết. Thành, anh không được bỏ tôi. Tiếng xe cứu thương đến, tôi vẫn ngồi bất động bên cạnh Thành. Có người kéo tôi ra, tôi vùng vẫy chống trả gào lên. Buông tôi ra, tôi là vợ anh ấy. Dù rằng đầu óc của tôi đã không còn tỉnh táo, nhưng tôi vẫn nhớ một điều. Người trước mặt là chồng của tôi, không phải là ai khác mà là chồng của tôi. Mấy người y tá thấy vậy, liền đồng ý cho tôi lên xe. Tôi ngồi bên cạnh anh Thành, trong khoang xe chật hẹp, cảm thấy tim của mình không thở được. Tay tôi nắm chặt lấy tay của anh không buông. Mấy người y tá nói gì đó, hỏi gì đó, tôi đều không biết. Khi Thành đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Cả hành lang bệnh viện hỗn loạn, những tiếng nói gấp gáp của bác sĩ, y tá vang lên. Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi. Có người nói với tôi, chân tôi bị thương rồi. Tôi nhìn xuống chân. Chân tôi có đến mấy vết thương lớn đang chảy máu. Một bên chân không biết dép. Máu đã nhuốm cả nửa chiếc dép dưới chân. Vậy mà vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Xem ra đã bị thứ gì đó rạch phải. Nhưng tôi không còn cảm giác đau. Không còn một cảm giác gì cả. Giống như một cơn ác mộng ùa về. Tôi rất sợ. Sợ Thành sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bên trong y tá ra ngoài nhìn tôi rồi nói. Cô là người nhà bệnh nhân sao? Tôi ngước mắt lên. Trong một giây lát, túm lấy người y tá như túm lấy sợi dây mong manh. Giọng tôi chữ được chữ mất, khản đặc nói. Anh ấy sao rồi ạ? Bệnh nhân vẫn đang cấp cứu. Phiền cô ký giúp tôi và tờ giấy đồng ý phẫu thuật. Tôi nhìn tờ giấy không đọc nổi. Người y tá nhắc lại. Bệnh nhân đang cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch, còn mất rất nhiều máu. Phiền cô ký giấy giúp chúng tôi để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Còn ai là người nhà không? Chúng tôi cần thêm máu dự trữ để dùng trong ca phẫu thuật. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh. Khoảnh khắc tôi ký tên vào tờ giấy kia, tôi cũng hiểu rằng thời khắc sinh tử của cả hai chúng tôi sẽ phụ thuộc vào nhau. Người y tá cầm tờ giấy mang vào trong phòng. Đầu óc tôi trống rỗng, mở danh bạ điện thoại. Cuối cùng tôi gọi cho mẹ Hoa, rồi lại ngồi xuống chờ đợi. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại, trong đầu hiện lên một vũng máu tươi. Gương mặt Thành xuất hiện ở đó. Tôi bỗng cảm thấy cả người run lên, sợ hãi mở to mắt. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi đứng dậy nhìn vào ô cửa kính của phòng cấp cứu. Lớp cửa kính mỏng manh tưởng như rất gần nhưng lại rất xa. Tôi đứng nhìn Thành nằm ở đó, bên cạnh rất nhiều y bác sĩ vây quanh như đang giành giật sự sống với tử thần. Tim tôi bỗng như bị bóp chặt, hai tay tôi bấu lên lồng ngực ngồi sụp xuống. Cuối cùng tôi đã không còn sự cố gắng kiên cường được nữa, cảm thấy mình không còn đủ sức để mà đối mặt với chuyện này. Tôi đã từng trải qua một cơn ác mộng. Cơn ác mộng đã ghim vào tôi những vết thương đến giờ vẫn không nguôi. Người anh trai mà tôi yêu thương rời bỏ tôi mà đi. Giờ cơn ác mộng đó lại lặp lại. Người đàn ông cùng tôi kết tóc xe duyên đang nằm trong kia. Mấy dòng máu đỏ tươi thấm đẫm cả chiếc ga trắng muốt. Sự sống và cái chết chỉ trong tích tắc. Khi ấy lẽ ra người bị đâm là tôi, thế nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, anh đã đẩy tôi ra. Cuối cùng chiếc xe chỉ đâm vào anh. Anh là vì tôi mà phải nằm ở đây. Nghĩ tới đây tôi không sao mà thở được.
Khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ gì? Tôi đã cố trấn an mình rằng ông trời sẽ không mãi bất công như vậy. Chẳng lẽ cuộc đời lại cứ khổ mãi sao? Chẳng lẽ những người xung quanh tôi lại cứ rời đi như vậy sao? Thế nhưng khi dòng máu đỏ thấm đẫm trên chiếc gà đệm kia, tôi không còn kìm nổi nữa. Tôi cảm thấy mình như bị đả kích nghiêm trọng, không còn cố gắng nổi. Sự hoảng loạn, sợ hãi bao quanh. Cuối cùng tôi thấy má mình ướt đẫm. Lúc này tôi mới càng lúc càng nhận ra Thành quan trọng với tôi thế nào. Giả như người nằm đó là tôi không cần điều gì cả. Tôi chỉ cần anh tỉnh lại, kể cả phải đánh đổi sinh mạng này, tôi cũng chấp nhận. Tôi rất sợ, sợ anh lại như Vũ, sợ anh lại rời bỏ tôi. Nếu như Thành có chuyện gì xảy ra, tôi không dám nghĩ thêm. Chỉ cần nghĩ tới đây, tôi bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Ngay chút sức lực cuối cùng để mà dãy rủa cũng không còn nữa. Tôi còn chưa kịp nói với anh, tôi còn chưa kịp nói rằng tôi đồng ý. Tôi đồng ý nắm tay của anh, đi hết nốt đoạn đường còn lại. Hai tay tôi bấu chặt trên chiếc quần, ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Tôi không gào khóc, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Hai hàng nước mắt lã chã thấm vào từng lớp áo, chạm cả vào da thịt như muốn xé nát nỗi đau ra làm trăm nghìn mảnh. Tôi cứ tưởng sau khi chết của Vũ, tôi sẽ không bao giờ khóc nữa. Hóa ra đến cuối cùng, tôi lại đau lòng vì một người khác. Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu, cả người gục xuống như bó hoa bị vùi dập trước gió mưa. Khi mẹ Hoa, thầy Đăng đến, Thành vẫn còn đang phẫu thuật. Ngoài mẹ thầy còn có cả Duy. Thế tôi ngồi trước phòng cấp cứu, mẹ Hoa nhìn tôi. Ánh mắt mẹ lộ rõ sự đau thương, đỡ tôi lên. Tôi loạng choạng đứng dậy, ngồi xuống ghế. Người y tá lúc này cũng đi ra ngoài, thấy người nhà liền nói. Bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng, lượng máu dùng cho phẫu thuật khá lớn. Bệnh nhân nhóm máu O nên chỉ có thể nhận nhóm máu O. Ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thì đi theo tôi, hoặc nếu không biết nhóm máu gì thì cũng theo tôi để mà làm xét nghiệm. Thầy Đăng và Duy vội vã đi theo đáp lại. Tôi và thầy tôi nhóm máu O. Được, đi theo tôi. Mẹ Hoa ngồi cạnh tôi, không hề hỏi tôi vì sao anh lại bị tai nạn. Sắc mặt của mẹ trắng bệch, bàn tay nắm chặt tay của tôi. Khi thầy Đăng và Duy lấy máu xong, anh Khang và chị Hạnh cũng đến. Lúc thấy anh Khang, thầy Đăng liền nói. Khang, con nhóm máu O phải không? Đi lấy máu đi, lấy máu cho thằng Thành. Anh Khang nhìn thầy Đăng, gương mặt bỗng lúng túng đáp. Con vừa bị cúm, e là máu của con không thể dùng được. Người y tá đứng cạnh thấy vậy lên tiếng. Bị cúm mới khỏi, phải sau 10 đến 15 ngày mới được cho máu. Thôi tạm thời cứ thế đã, tôi sẽ liên hệ với người nhà khác để lấy thêm máu. Tạm thời người nhà bệnh nhân chờ ở bên ngoài. Mẹ Hoa nhìn anh Khang, không hiểu sao ánh mắt của mẹ hiện lên tia sắc lạnh, xen lẫn cả khinh thường. Anh Khang không nhận ra, vẻ mặt vẫn chưa hết lúng túng, ho húng hắng vài cái. Tất cả mọi người đều ngồi bên ngoài, người y tá mang máu vào, cánh cửa mở, lại khép vào, rất lâu sau lại mở. Một người bác sĩ bước đến. Tôi nhìn bác sĩ, run rẩy tựa hồ như họ sẽ không báo một tin không tốt đẹp. Đột nhiên tôi không kìm được lao đến, túm lấy tay người bác sĩ, giọng lạc đi. Cứu anh ấy, tôi xin ông, hãy cứu anh ấy. Bác sĩ nhìn tôi khẽ đáp. Chúng tôi vẫn đang phẫu thuật, sẽ cố gắng hết sức, cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi thông báo với người nhà bệnh nhân, có lẽ ca phẫu thuật này sẽ kéo dài hơn dự liệu. Tôi nhìn bác sĩ vẫn không buông tay của ông, như sợi dây mỏng manh túm lấy, đôi mắt ẩn ẩn nước, tôi van xin. Tôi xin ông, cứu anh ấy, nhất định phải cứu anh ấy. Người bác sĩ có lẽ đã không gặp biết bao trường hợp thế này, ông dùng ánh mắt hiền từ nhìn tôi đáp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế nhưng câu nói ấy hoàn toàn không thể an ủi tôi. Mẹ Hoa giữ tay tôi, cả người tôi như muốn gục ngã, nhưng lại phải cố gắng. Tôi phải chờ anh, nhất định phải chờ anh. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, vẫn chưa kết thúc. Tôi cũng ngồi bất động suốt 5 tiếng. Ai hỏi gì tôi cũng không trả lời, nói gì cũng không nghe. Cha mẹ tôi nghe tin cũng từ dưới huyện lên, vì cả cha và mẹ tôi đều nhóm máu O, nên mỗi người đều rút máu cho Thành. Mẹ Hoa ban đầu không khóc, còn cố gắng dặn mọi người bình tĩnh, Thành sẽ tỉnh lại thôi. Thế nhưng sau 5 tiếng dài đằng đẵng, mẹ ngồi cạnh tôi, cuối cùng mẹ không chịu nổi nữa, mẹ khóc nức lên. Thầy Đăng thấy mẹ khóc thì an ủi, thế nhưng mẹ căn bản đã không còn muốn nghe. 5 tiếng đằng đẵng dài như cả thế kỷ. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu,
từ khi sắc trời còn sáng cho đến hoàng hôn, nhưng bên trong vẫn chưa có dấu hiệu gì. Hai tay tôi thu lại, bấu chặt vào nhau, liên tục dặn mình đừng gục ngã, nhất định phải chờ anh. Tôi không dám nhắm mắt, tôi rất sợ nhớ lại hình ảnh anh nằm trên vũng máu tươi bất động. Thành, anh nhất định phải sống. Phía bên trong kia vẫn im lìm. Tôi bỗng không cảm nhận được gì cả, chỉ cảm thấy tê liệt tâm can. Đây mới chính là nỗi đau sâu sắc nhất, nỗi đau không thể nói thành lời, chỉ có thể câm lặng để nó ăn dần, ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Mẹ tôi ôm lấy tôi, tôi thấy tôi khóc, nước mắt mẹ lặng lẽ rơi xuống rồi thấm vào da đầu tôi. Cuối cùng, khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi dùng chút sức lực cuối cùng lao vào. Người bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt đầy mệt mỏi sau 6 tiếng đứng mãi trong đó. Ông khẽ nói, phẫu thuật thành công rồi, cậu ấy không sao rồi. Tôi nghe đến đây, tai bỗng ù đi. Đột nhiên tôi túm lấy tay người bác sĩ, bật khóc tu tu. Bác sĩ vỗ vai tôi an ủi, đừng khóc, cậu ấy không sao rồi, không sao rồi cháu ạ. À. Từng chữ nghe rất rõ, anh không sao rồi, thế nhưng sao tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy? Thứ cảm xúc câm lặng kia vỡ òa, nước mắt như màn mưa dày đặc, khiến gương mặt của tôi ướt đẫm. Tôi tưởng mình không còn được gặp lại anh, tôi tưởng mình sẽ không còn được thấy anh nữa. Tôi sợ, thật sự rất sợ, đến ngay cả nhắm mắt cũng không dám. Tôi sợ mở mắt ra sẽ không còn thấy anh, nên chỉ chân chân nhìn vào lớp kính xa xăm. Tôi không biết mình có yêu anh hay không, nhưng tôi không biết chắc một điều, người đàn ông này tôi sẽ không buông tay. Có thể tôi vẫn chưa quên Vũ, có thể tôi vẫn vấn vương bóng hình của anh, nhưng tôi biết tôi chỉ có thể cất anh vào góc nhỏ của một trái tim. Đó là một nơi sâu thẳm, một tình cảm non dại của tuổi thanh xuân và cả một tình cảm thân thương với người anh trai. Còn với Thành, anh là chồng tôi. Đến tận thời khắc sinh ly tử biệt này, tôi mới thấy hôn nhân là một thứ ràng buộc thiêng liêng, mới hiểu hai chữ vợ chồng có ý nghĩa thế nào. Thành được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy anh đã tỉnh lại nhưng chưa thể nói chuyện. Cả người anh cắm đầy máy móc, những tiếng tút tút của máy kêu lên khiến tôi cảm thấy trong lòng của mình xót thương vô tận. Bác sĩ nói đầu anh không bị chấn thương gì nặng nề. Có lẽ lúc xe đâm anh đã kịp phản ứng, thế nhưng nội tạng của anh thì bị thương rất nghiêm trọng, còn bị gãy hai xương sườn. Tôi nghe đến đâu, mắt ẩn ẩn nước đến đấy. Một người đàn ông sáng nay còn khỏe mạnh, chỉ trong phút chốc đã nằm ở đây với gương mặt nhợt nhạt. Bác sĩ thấy tôi như vậy thì nói tiếp, cô đừng lo, cậu ấy còn trẻ, khả năng phục hồi rất nhanh, tiên lượng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này đâu. Thực ra tôi cũng nghĩ nhiều đến sau này. Thực ra sau này anh có thế nào, tôi cũng dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho anh. Thế nhưng tôi vẫn không thể kìm được nỗi đau thương vô hạn. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác, một cảm giác day dứt, áy náy và cả bất lực đến thương tâm. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi với anh, cảm thấy thời gian trôi qua tôi đã quá vô tâm với anh. Bàn tay Thành vẫn lạnh, tôi nắm chặt tay của anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Anh cũng thật ngốc, sao anh lại vì tôi mà bị thương cơ chứ? Phòng chăm sóc đầy người, mẹ Hoa, thầy Đăng và Duy ngồi cạnh Thành, vợ chồng anh Khang thì đứng bên ngoài, còn cha mẹ tôi thì xin phép đi về. Cả ngày nay, cha mẹ tôi ở đây, tôi chưa nói được câu nào cả. Giờ nghe tin Thành tỉnh lại, cha mẹ mới về. Thầy Đăng khuyên cha mẹ về nhà nghỉ ngơi, nhưng có lẽ vì ngại nên cha mẹ tôi quyết định về dưới huyện. Tôi bịn diện đưa cha mẹ xuống dưới cổng rồi mới lên. Thầy mẹ vẫn ngồi đó cùng Duy. Tôi nhìn Duy. Hôm nay lúc Thành phẫu thuật, công an có đến viện để điều tra về nguyên nhân tai nạn. Thế nhưng lúc ấy tôi hoảng loạn nên không thể trả lời được gì cả. Giờ tôi mới sực nhớ ra, tôi liền hỏi Duy. Công an bắt được kẻ gây tai nạn sáng nay chưa ạ? Hắn đã khai gì? Duy nhìn tôi đáp lại. Hắn ta chết rồi. Tôi nghe tới đây bỗng dưng khựng lại. Khi gây tai nạn xong, chiếc xe liền đâm thẳng vào cột điện. Vì thế mà hắn ta chết sao? Duy lại nói. Hắn ta là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3. Xe không phải là xe của hắn, mà là xe thuê. Hắn ta có uống rượu, nhưng nồng độ cồn không cao. Tôi không tin đây chỉ là một vụ tai nạn, nhất là khi nghe Duy nói. Một bệnh nhân ung thư đi thuê xe đâm vào người khác, còn uống cả rượu, sau đó đâm vào cột điện chết. Nghe giống như là một vụ tự tử, nhưng tôi không thể tin. Rõ ràng chiếc xe ấy nhắm vào tôi,
Rõ ràng khi tôi cầm mấy bản xét nghiệm ra, chiếc xe mới lao đến. Đây rõ ràng là một âm mưu. Có kẻ thuê hắn ta muốn giết tôi. Tôi nhìn Duy hỏi lại, thân thế của hắn thế nào vậy? Hắn ta còn có một người vợ với ba đứa con nhỏ. Vợ hắn Thuần Đông, hai đứa lớn học cấp 1, đứa bé nhất là 2 tuổi. Tôi nghe đến đây bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Dù cho tôi không phải là công an, nhưng tôi cũng nhận ra suy đoán của mình không phải là không có cơ sở. Rõ ràng dựng thành một vụ tai nạn thì hợp lý quá rồi còn gì. Gã đàn ông này mang án tử thần, kiểu gì mà chẳng chết. Thế nhưng nếu chết mà để lại cho người thân một khoản tiền thì chết sớm một chút cũng được cơ mà. Tôi bất giác đưa mắt nhìn chị Hạnh đang đứng bên ngoài, chợt thấy như có luồng gió chạy qua. Gương mặt xinh đẹp vẫn bình thản. Tôi khẽ nhắm nghiền mắt. Bản xét nghiệm ADN, tôi và cha chị ta có quan hệ huyết thống, còn chị ta thì không. Có lẽ nào đây chính là điều chị ta muốn che giấu. Có lẽ nào chị ta sợ phát hiện ra điều này. Mọi người đều nói chị ta là con gái ruột của ông Đồng Thái Minh. Có lẽ nào chính ông Minh cũng không hề hay biết. 5 lần 7 lượt chị ta hại tôi. Vụ tai nạn này chắc là không ngoại lệ. Có lẽ nào chị ta muốn giết tôi để che giấu bí mật đang chôn vùi suốt hơn 20 mấy năm nay. Nếu như hôm nay không phải Thành đỡ cho tôi có lẽ đã bị đâm chết rồi. Có lẽ bí mật kia mãi mãi bị chôn vùi, không ai có thể biết. Bỗng dưng tôi cảm thấy căm phẫn. Bỗng dưng trong lòng của tôi trỗi dậy một nỗi hận thù. Thành nằm đây, tất cả những tổn thương này bao giờ mới có thể nguôi? Nếu như chị Hạnh thực sự đứng sau, nếu như vậy thì cả đời này tôi không bao giờ có thể tha thứ nổi. Mấy điều tôi suy nghĩ, tôi rất muốn nói với Duy. Có điều vì còn thầy mẹ ở đây nên tôi không thể nói. Thầy mẹ không nghĩ gì, vẫn đơn giản coi đó là một vụ tai nạn đơn thuần. Nhưng vì sót con trai nên mẹ Hoa cứ khóc mãi. Hai tay mẹ nắm chặt lấy Thành, khóc sưng sức. Thầy đang bình thường hay mắng chửi anh là vậy, nhưng đến giờ mắt cũng đỏ hoe. Duy ngồi thêm một lúc thì về đội. Bình thường cậu ta như vậy, thầy Đăng cũng mắng mỏ mấy câu, nhưng lần này thì không. Thầy còn dặn cậu ta đi đường cẩn thận. Duy đi một lúc, bên ngoài vợ chồng anh Khang cũng đi về. Thầy mẹ ngồi lại rất lâu, đến khi bác sĩ vào thăm khám cho Thành, lần nữa xác định tình trạng của anh ổn định, thầy mẹ mới về. Thế nhưng khi vừa ra cửa, đột nhiên thầy Đăng nhận được điện thoại. Vừa nghe xong, gương mặt của thầy bỗng dưng biến sắc. Thầy quay sang tôi khẽ nói, Ngân, có chuyện rồi. Tôi nhìn thầy Đăng, vừa trải qua một khoảng thời gian kinh hoàng. Nghe thầy nói như vậy, trong lòng tôi bất giác có một linh cảm bất an. Tôi vội vã hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Cha mẹ con trên đường về gặp tai nạn ở dốc số 3. Người ta vừa dùng số điện thoại này gọi cho thầy đấy. Tôi nghe xong sững sờ cả người. Máy tôi hết pin từ sáng chưa kịp sạc. Có lẽ vì vậy mà không thể liên lạc được với tôi. Tôi nhìn mẹ Hoa, định nói với mẹ giúp tôi trông Thành. Tôi chạy xuống gọi taxi. Thế nhưng trong một giây lát, tôi bỗng cảm thấy lấn cấn. Tôi hỏi lại thầy Đăng là ai gọi cho thầy. Thầy mở máy đưa cho tôi xác nhận đúng số của cha tôi. Tôi mới dám tin liền nói, Thầy gọi giúp con anh Tài, cho con đến đó được không ạ? Thằng Tài giờ nó đang ở nhà, gọi nó đến sợ muộn đấy, dưới kia vẫn còn taxi. Mẹ Hoa nghe vậy thì vội vã lên tiếng, thế ông đưa nó đi đi, đêm hôm rồi, thân con gái một mình đi taxi làm sao được chứ? Mau lên đi, sao lại xảy ra cớ sự này cơ chứ? Ngày hôm nay là cái ngày gì vậy cơ chứ? Được rồi, xuống dưới đi, thầy chở đi. Tôi vội vã đi xuống dưới nhà xe. Thầy Đăng đánh xe đưa tôi đi theo quốc lộ trở về huyện. Vì điện thoại của tôi hết pin nên chỉ có thể dùng số điện thoại của thầy. Trong lòng tôi lo sợ đến tột cùng. Thế nhưng tôi gọi cho cha đến cả 100 cuộc vẫn không được, gọi cho mẹ cũng không bắt máy. Cả ngày hôm nay đến giờ tôi luôn trong trạng thái hoảng loạn. Vừa tỉnh táo được đôi chút lại nghe tin này. Tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Tôi chỉ còn mấy người thân ít ỏi còn lại. Tôi rất sợ cảm giác chờ đợi vô vọng này. Quãng đường trên xe như dài cả thế kỷ, thời gian như muốn ngừng lại. Thầy Đăng cũng lo lắng, lái xe rất nhanh. Con đường về huyện qua mấy dãy núi, dưới màn đêm không có ánh điện, chỉ có duy nhất ánh sáng từ xe của thầy phát ra. Thế nhưng khi đến con dốc số 3, hoàn toàn không có một vụ tai nạn nào cả. Thầy Đăng hoang mang lái xe lên một đoạn, vẫn hoàn toàn không hề có dấu vết của một vụ tai nạn, thậm chí còn chẳng có bóng dáng xe nào đi qua đây cả. Tôi bỗng có một linh cảm bất an,
Vốn dĩ định bảo thầy quay xe, nhưng không ngờ còn chưa kịp nói gì thì một thứ ánh sáng khác chiếu thẳng vào trong xe. Thầy đang vội mở cửa nhảy xuống nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng. Chỉ thấy thầy đi thẳng về phía ánh sáng phát ra. Tôi ngồi trên xe, linh cảm bất an càng lúc càng lớn, vội vã bấm số gọi cảnh sát, túm chặt lấy cánh cửa xe phía thầy đang vừa định mở đóng lại. Thế nhưng vừa chạm tay vào một bóng đen lao đến túm lấy điện thoại, cả người tôi bị kéo ra ngoài. Tôi vội kêu lên, thầy đang nghe tiếng liền xoay người lại. Nhưng bất chợt tôi thấy thầy ngã khuỵu xuống. Tôi cố dùng sức giãy giụa nhưng bất thành. Một lực lớn đập thẳng vào đầu của tôi, có tiếng người đàn ông cất lên. Cho nó lên xe đi. Vậy còn người này? Người này không được đụng vào. Chúng mày đưa nó đi trước, tao ở đây xử lý. Cuối cùng tôi không nghe được gì nữa, chỉ thấy một màn đêm đen ập đến. Cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, mất hoàn toàn ý thức. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một chiếc thùng của chiếc xe tải. Cả người tôi bị trói chặt, miệng dính mấy lớp băng dính. Xung quanh tôi là màn đêm đen tối, dường như xe đang lên dốc. Những tiếng lóc xóc, cọc cọc của bánh xe khiến người tôi ngả nghiêng. Tôi nằm trong xe, không hề biết mình đang được đưa đi đâu cả. Không thể kêu lên, cũng không thể cử động. Cuối cùng, khi xe dừng lại, tôi bị kéo xuống dưới. Dưới ánh sáng lờ mờ tôi nhận ra đây là một dãy núi. Xe đỗ ngay ở một căn nhà hoang. Hai thằng đàn ông cao to đẩy tôi vào trong. Bên trong nhà lững lớp đất đá, ánh sáng từ chiếc bóng đèn cũ kỹ lờ mờ phát ra. Tôi bỗng thấy ngay ở góc nhà còn có một người con gái nữa. Một người con gái nằm thu mình vào, chân trần cuộn tròn trong góc, cả người run rẩy. Đột nhiên tôi bỗng thấy người con gái này rất quen. Hai thằng đàn ông đẩy mạnh tôi vào góc. Cả người tôi đổ vào người con gái ấy. Tôi bất ngờ khựng lại, cuối cùng thì kinh hãi gào lên những tiếng ú ớ. Người nằm ở đó chính là Ki Trúc. Nó nhắm nghiền mắt, khóe môi rỉ máu ra. Ki Trúc dường như nhận ra có người, mắt nó hìn lên. Khi mà thấy tôi, nó ngồi bật dậy, giọng lạc đi. Mợ, mợ, sao mợ lại ở đây? Nó không bị trói cũng không bị bịt miệng. Tôi không thể đáp nổi. Nó liền xé miếng băng dính trên mặt của tôi, còn tháo cả dây trói trên người tôi. Thế nhưng tôi biết, dẫu có vậy, tôi cũng không thể thoát nổi, bởi đám người này chắc chắn có tính toán cả rồi. Trói hay không trói đều thế cả. Ki Trúc đột nhiên bật khóc tu tu. Tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sợ hãi hỏi, sao em cũng ở đây? Nó không đáp, chỉ lặng lẽ khóc. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa. Hai thằng đàn ông ban nãy lại bước vào. Phía sau còn có bóng một người phụ nữ. Tôi nhìn lên, vào giây thoáng bàng hoàng. Tôi bỗng dưng bật cười. Cái bẫy này răng quá hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức tôi đã cảnh giác mà vẫn không thể thoát nổi. Người đàn bà kia là chị Hạnh. Chỉ là tôi không hiểu, chị ta mới ở viện về cách đây có vài tiếng. Rốt cuộc cái bẫy này chị ta tính toán từ bao giờ? Đến bây giờ tôi đã chẳng còn cần bằng chứng. Tôi đã hoàn toàn hiểu chị ta đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Chị Hạnh nhìn tôi không còn giấu giếm, bước đến gần khẽ nói, chắc là mày không ngờ có đúng không? Mày nghĩ là mày khôn lắm sao? Dựa vào chút thông minh của con mọt sách như mày để đấu với tao sao? Đồ ngu, tao nói cho mày biết, tao biết mày từ lâu rồi. Từ khi mày chỉ là con sinh viên năm đầu của trường đại học mày đang học đấy. Thực ra ấy, mày cũng có chút thông minh đấy, nhưng muốn đấu lại với tao thì không có cửa đâu. Tôi nghe chị ta nói rùng mình. Cảm giác như suốt bao nhiêu năm nay chị ta sống trong bóng tối, còn tôi thì ngoài ánh sáng. Hóa ra từ đầu tới cuối, vận mệnh của tôi luôn nằm trong tay của chị ta. Bảo sao tôi dù cảnh giác vẫn dính vào bẫy, bởi vì nó quá hoàn hảo, bởi tôi không hề biết gì về chị ta, còn chị ta lại nắm quá rõ về tôi. Tôi vốn tưởng rằng những loại người độc ác như vậy chỉ có trong phim, không ngờ lại xuất hiện trong cuộc sống này. Có lẽ bởi sống trong một gia đình hạnh phúc suốt 20 năm, quá đỗi êm ấm, tôi không thể tưởng tượng nổi có loại người như chị ta. Tôi nhìn chị ta khẽ nói, chị muốn gì? Muốn gì sao? Tao muốn mày chết. Lẽ ra mày không nên tồn tại ở cuộc đời này. Năm ấy mày bị đem đi rồi, cớ sao lại quay về? Tôi căm phẫn nhìn chị ta gào lên. Cái chết của người khác đối với chị nó nhẹ nhàng như vậy sao? Không, cái chết của những người mà tao ghét thôi. Chị điên rồi sao? Nói đi, chính chị thuê người đâm tôi ở gen tiết có đúng không? Đúng, chỉ là không ngờ rằng
thằng chó kia đỡ cho mày một mạng. Tôi như phát điên lao đến túm lấy chị ta, hận thù chồng chất. Tôi muốn giết chết chị ta, thế nhưng mấy gã đàn ông lôi tôi xuống, quật mạnh lên người của tôi. Từng cái tát khiến tôi choáng váng, đỏ đẫn. Chị ta bất chợt túm lấy tôi, giết qua kẽ răng. Sao năm ấy mày không chết đi? Sao mày còn quay về? Sao mày không chết quách đi hả? Tôi nhìn chị ta, không nốt nổi ra một lời nào cả. Còn muốn hỏi gì đây? Còn muốn nói gì đây? Ngay cả việc tôi bị đem đi, chị ta cũng biết. Chị ta khẽ cười thành tiếng. Chợt quay sang cây trúc, nâng cằm nó lên, chị ta nói tiếp. Cả mày nữa, mày cùng một ruột với nó. À không, mày giống con mẹ nó, mày là một con điếm đáng chết. Nói rồi chị ta vung tay vả mạnh lên mặt cây trúc. Cây trúc sợ hãi, run rẩy, chắp hai tay van xin. Mợ ơi, em xin mợ, em biết là em đáng chết, nhưng mà đứa bé không có tội. Em xin mợ tha cho em sai rồi. Nhưng em không có ý định tranh giành gì với mợ cả. Em xin mợ. Vừa nghe tới đây, chị Hạnh gần như không giữ được bình tĩnh. Chị túm lấy nó, đạp vào bụng rồi rít lên. Đứa bé nào không có tội hả? Con của một con điếm như mày là có tội rồi. Tôi nghe tới đây, trong phút chốc bỗng ngây ngốc nhìn cái Trúc. Cái Trúc có thai sao? Có thai với anh Khang sao? Tôi không tin nổi, bất giác lắc đầu. Bảo sao cứ nhắc đến anh Sang, mắt nó cứ sáng rực. Bảo sao nó nôn khan, cũng nhất quyết không chịu đi khám. Con bé này sao mà dại dột như vậy chứ? Con bé này sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Tôi đã từng tưởng tượng ra nó có thai, nhưng lại chưa từng nghĩ đến người có thai với nó lại là anh Khang. Cây Trúc bị đánh khẽ ôm bụng. Tôi nhìn nó, tuy biết rằng nó sai rồi, nhưng mà đứa bé trong bụng nó vô tội. Sinh linh bé bỏng ấy hoàn toàn không có tội. Lúc này tôi không còn nghĩ đến đúng sai gì ở đây, vội vã lao ra ôm lấy nó. Tôi nói, chị muốn đối xử với người lớn thế nào cũng được, nhưng mà đứa bé không có tội, chị cớ gì phải hại nó? Chị Hạnh nghe xong, hai mắt long sòng sọc nhìn tôi gào lên. Không có tội sao? Phải, vì mày giống đứa bé này nên mày thấy nó không có tội đúng không? Bởi vì mày sinh ra từ một con điếm thối giống nó nên mày thấy không có tội có đúng không hả? Chị nói cái gì vậy? Chị bị điên à? Chuyện của người lớn, đứa bé có tội gì chứ? Tội nặng đấy. Tội của nó ấy là đầu thai bởi một con mẹ đi ngủ với chồng người khác. Chúng mày lôi con này ra, cho nó dương cái mắt lên, chứng kiến thế nào là không có tội cho tao. Một gã đàn ông bên ngoài chạy vào lôi tôi ra. Hai gã còn lại, một gã giữ cái Trúc, một gã còn lại dùng sức đạp mạnh lên bụng cái Trúc. Cái Trúc bị đau gào lên, khóc nức nở van xin. Em xin mợ, em cầu xin mợ, đừng giết đứa bé, nó không có tội mà. Hai hàng nước mắt của nó lã chã rơi. Tôi không kìm được dãy giụa lao vào nó. Nó sai, nhưng mà nó cứu tôi bao nhiêu mạng. Nó sai, nhưng mà nó tốt với tôi nhất. Nó sai, nhưng đứa bé không sai. Nó giống như đứa em lầm đường lạc lối của tôi. Tôi không thể để người ta hại nó. Gã đàn ông thấy tôi lao vào lôi nó ra. Gã vung tay đánh tôi tới mức máu miệng của tôi chảy ra. Cái Trúc nhìn chị Hạnh, gương mặt của nó đẫm nước, vẫn lặp đi lặp lại van xin. Đừng giết đứa bé, nó không có tội. Tôi không kìm được bật khóc tu tu. Tôi chắp tay lại quỳ xuống khẽ nói. Chị Hạnh, tôi xin chị đừng hại đứa bé. Tôi không cần điều tra thân thế của mình nữa. Tất cả mọi chuyện đã tôi sẽ bỏ qua. Chị muốn tôi làm gì tôi sẽ làm. Tôi chỉ xin chị tha cho mẹ con của Trúc một mạng. Chị Hạnh nghe xong, không những không động lòng mà còn gằn lên. Dù ban đầu mày có không điều tra thì con này tao cũng không thể tha. Tao không thể có con, cứ sao nó lại có? Tao không thể vì sao nó lại có chứ? Tôi cầu xin chị đừng làm như vậy. Chị muốn có con thì đừng làm những điều thế này nữa. Tôi xin chị đấy, tha cho mẹ con nó một mạng. Chị muốn gì tôi sẽ nghe theo chị. Mày câm đi, đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, đừng có đạo đức giả với tao. Chị Hạnh nói rồi nhếch môi, ra hiệu cho đàn em tiếp tục đánh. Tôi nhìn cái Trúc bị đánh, gương mặt nó đau đớn tái xanh, khóc đến mức không thở nổi, vẫn liên tục van xin. Em cầu xin mợ đấy, đừng giết con của em, đừng giết đứa bé, em sẽ đi nơi khác sống. Thế nhưng dường như chị Hạnh không hề động tâm, từng cái đạp mạnh vào bụng của cái Trúc khiến nó không chịu nổi. Nó nhìn tôi cầu xin. Mợ Ngân, cứu em. Tiếng nó thống thiết thê lương. Tôi nhìn nó đau xót tột cùng,
không thể nhìn thêm cảnh độc ác này. Tôi cắn mạnh vào tay gã đàn ông kia, nhưng rồi chẳng kịp ôm nó, tôi đã bị lôi ra. Chị Hạnh điên tiết gào lên: "Lôi nó ra, đánh cả nó cho tao." Tôi bị lôi ra, gã đàn ông không còn kiêng nể gì nữa, vung tay đánh mạnh lên người của tôi, rồi với lấy chiếc gậy bên cạnh. Hắn cầm lên, quật thẳng, tạo ra những âm thanh man dở. Từng cái quật khiến xương cốt của tôi cảm giác như vỡ vụn, máu rỉ ra thấm vào từng lớp áo. Tôi có dãy rủa thế nào cũng không thắng nổi, tôi chỉ có thể gào lên tuyệt vọng. "Chị không sợ nghiệp báo sao? Chị buông ra, chị hại một sinh linh còn chưa đủ sao? Chị không sợ quả báo sao?" "Quả báo? Quả báo của chúng mày sắp đến rồi đấy, cứ từ từ mà tận hưởng đi nhá." "Chị điên rồi, chị điên rồi. Quân độc ác, chị sẽ bị nghiệp báo thôi." Chị ta nhìn cái Trúc hằn học giống lên: "Vì nó dám ngủ với chồng của tao, đây là kết cục cho những con tiểu tam." Đánh mạnh lên. Liên tục là những cái đánh, cái đạp vào bụng cái Trúc. Những lực mạnh khiến tôi ghê rợn, đau đớn. Bên kia cái Trúc cũng gào lên, tiếng gào thét của nó giống như nỗi hận bi thương, ai oán. Hai tay nó bất lực, cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Tôi nhìn nó, trái tim như bị xé ra cả trăm mảnh, nước mắt nhòa nước. Cuối cùng một dòng máu đỏ rỉ ra, thấm đẫm xuống nền nhà, thấm đẫm cả chiếc quần nó đang mặc. Cuối cùng nó không gào lên nữa, hai mắt chân chân nhìn lên trần nhà, lặng lẽ để mặc nước mắt rơi. Tôi không dám tin nổi, nhìn bóng giáo đỏ ấy bất động. Hóa ra trên đời này thực sự có một loại người ác đến táng tận lương tâm, ác hơn cả cầm thú. Đằng sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ kia là một tâm hồn của một con ác quỷ. Tôi gần như không thể mở mồm nổi, tôi bị đả kích tới mức đầu óc đờ đẫn. Tôi không dám tin mình lại chứng kiến một cảnh tàn độc, dã man đến như vậy. Ngay cả những bộ phim cung đấu tôi xem cũng chưa từng có con người nào độc ác, man dở đến vậy. Gã đàn ông nhìn chị Hạnh hỏi lại: "Còn đánh nữa không?" "Được rồi, không cần đánh nữa." "Vậy giờ làm thế nào?" "Cứ để hai chúng nó ở đây. Sáng mai tìm một gã đàn ông giống gã sáng nay, xử lý chúng nó, ném xuống dưới vực sâu kia, rồi thu dọn tàn cuộc, đừng để sơ hở gì." Tôi nghe chị ta nói mà tai tôi ủ đi. Mạng người với chị ta như cỏ rác, chị ta như một con quỷ dữ, nhất định bức chết tôi và Ký Trúc. Chị ta ngang nhiên làm việc xấu, bởi vì chị ta đã tìm được người thay hộ mình chịu tội. Bảo sao chị ta không hề nương tay. Tôi không hiểu vì sao chị ta lại dùng bộ não để mà thực hiện những việc kinh tởm thế này. Không thể tin được. Khi chị ta định đi ra cửa, tôi định đứng dậy lao đến, tôi sẽ một hai sống còn với chị ta. Nhưng mà không ngờ Ký Trúc giữ tay tôi lại. Nó nhìn tôi bật dậy, cả người nó đầy máu, gương mặt tái nhợt. Thế nhưng dường như nó đã không còn bận tâm, giống như con thú bị thương, bị bước đến đường cùng, lao thẳng ra ngoài. Tôi không kịp phản ứng, ngay cả chị Hạnh và ba gã đàn ông kia cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Chị Hạnh bàng hoàng nhìn nó, lại không ngờ nó không chạy đâu xa. Nó chỉ chạy đến trước cửa, nhặt chai rượu thủy tinh, đập mạnh xuống đất. Mặc cho những mẩu thủy tinh vung vãi, mặc cho chân nó dẫm lên túa máu, lao thẳng đến chị Hạnh, cầm cổ chai rượu, dí thẳng vào yết hầu gào lên: "Tránh ra!" Chị Hạnh kinh hãi vội vã nói: Mày làm cái gì thế?" Nó nhìn chị Hạnh cười sằng sặc, cười như điên như dại, rồi quay về phía tôi nói: "Mợ Ngân, đi theo em, nhanh lên. Chúng mày đứng yên, nếu không tao giết nó đấy, tao sẽ chết cùng với nó." Chị ta bàng hoàng giơ tay ra hiệu cho ba gã đàn ông dừng lại. Trên cổ chị ta bị cớ nhẹ một đường, máu hơi chảy ra. Ba gã đàn ông sợ hãi lùi lại. Tôi vội vã đi về phía sau cái Trúc, tay nó vẫn giữ chị Hạnh, vừa kéo vừa dí mảnh thủy tinh vào cổ. Khi đi được gần vài trăm mét, đột nhiên chị Hạnh ngửa người ra sau, bất chợt cắn mạnh lên tay cái Trúc, khiến mảnh thủy tinh trên tay của nó rơi xuống đất. Thế nhưng cái Trúc đã cúi xuống, nhặt mảnh thủy tinh lên rồi cắm thẳng vào người chị Hạnh. Chị ta né kịp, mảnh thủy tinh chỉ cắm vào phần bụng, máu từ bụng chảy ra. Mấy gã đàn ông cũng từ xa lao tới. Ký Trúc liền kéo tôi chạy thẳng về phía trước. Đôi tay nó lạnh lẽo, cả người như cạn kiệt sức lực, dường như nó dùng sức mạnh ý chí sinh tồn để mà đi nốt quãng đường phía trước. Không biết tôi và nó chạy bao lâu, dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng tôi và nó chạy đến một mép vực, chợt nghe những tiếng bước chân từ xa. Lồng ngực tôi cũng đập liên hồi,
Kỳ Trúc nhìn tôi, nhìn ra mép vực. Phía bên kia là một vực nông để ra một dãy núi khác, còn bên này là vực sâu. Nó bất chợt kéo tôi về phía vực nông rồi khẽ nói: "Mợ, mợ nhất định phải sống, nhất định phải trả thù giúp em." Giọng nói nó nghẹn ngào, giống như là lời chăn chối cuối cùng vậy. Tôi nhìn nó, giọng như van xin: "Trúc, đừng, đi cùng với mợ." "Mợ đi đi, bọn nó có thể đuổi đến bất cứ khi nào. Em đã không còn gì cả, cũng không còn thiết tha gì cuộc đời này. Em không còn thiết sống nữa. Nếu mợ có cố gắng cứu em cũng sẽ tự quyên sinh. Thế nhưng em không muốn chết vô ích. Em chỉ xin mợ cố gắng sống, xin mợ trả thù cho em. Cậu đã từng nói với em, trong nhà này, người cậu tin tưởng nhất là em. Em nhất định phải bảo vệ mợ. Mợ đi đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể bảo vệ mợ rồi. Mợ nói với cậu, với bà, đời này, kiếp này, em nợ hai người. Mợ, em xin lỗi vì không thể bảo vệ mợ thêm được nữa. Mợ phải quay về, nhất định phải quay về, nhất định phải trả thù." "Đừng mà Trúc, đi cùng mợ." Thế nhưng nó hoàn toàn không hề nghe tôi. Gương mặt đó đẫm nước, kéo chiếc áo khoác bên ngoài của tôi giữ lấy, sau đó đẩy mạnh tôi về phía trước, rồi lao thẳng ra mép vực sâu. Tôi không kịp phản ứng, cả người lăn thẳng xuống dưới, cánh tay đập vào mấy hòn đá, mùi máu tanh tưởi bốc ra, chỉ kịp nghe câu cuối cùng: "Mợ phải trả thù giúp em." Khi tôi định thần lại, bỗng thấy những tiếng bước chân càng lúc càng lớn, vội vã đứng dậy. Cả người tôi đầy những vết thương lớn nhỏ, máu chảy không ngừng. Đôi chân tôi như muốn gãy rồi. Tôi sợ rằng những vết máu kia sẽ rơi xuống đất, sẽ khiến đám người kia tìm ra, liền ngồi xuống, xé chiếc quần bọc chặt vào, xé cả vạt áo bọc đến. Trời bỗng lất phất mưa, mắt tôi nhòa nước. Nỗi đau đớn căm hận như ngọn lửa bùng lên. Tôi không biết mình còn có thể sống nổi không, bởi những vết thương chẳng chịt. Thế nhưng tôi biết, dẫu thế nào mình vẫn phải sống. Tôi nhất định phải sống. Tôi không còn nghĩ được gì, chỉ có thể lao thẳng về phía trước mà chạy, dùng chút ý chí còn lại mà tiến lên. Màn sương lạnh buốt của tháng 12 bủa lấy tôi. Dường như tôi chạy đã qua cả mấy dãy núi trùng điệp, đã dùng hết ý chí sinh tồn. Nhưng tôi thấy mình không còn được đi nổi nữa. Cuối cùng tôi chạy thẳng vào một lùm cây, xác định đoạn đường vừa rồi không nhìn thấy máu rơi. Sức cùng lực kiệt, tôi cố gắng lê thân xác vào trong. Trong một giây phút tôi nhận ra đây là một hang động nhỏ, chỉ kịp đi vào rồi lấy lùm cây kia che lại. Cuối cùng tôi không còn chạy nổi nữa, hơi thở cũng yếu ớt như sắp tắt. Cũng không biết đám người kia sắp đến gần chưa. Những tiếng lộp cộp như những tiếng bước chân, lại như tiếng đá rơi hay tiếng những con thú rừng đi tìm mồi. Tôi không còn phân biệt nổi, chỉ thấy một màn đêm như thủy triều vậy, rồi ngất lịm đi. Ở phía bên kia, tôi không hề biết Kỳ Trúc đã nhuốm đỏ máu cho chiếc áo của tôi, bọc vào một tảng đá lớn rồi đẩy về phía mép vực. Khi mấy gã đàn ông gần đến tảng đá cũng rơi xuống, nó nhìn lên trời, cuối cùng buông mình gieo thẳng xuống dưới vực sâu thăm thẳm. Tôi nằm trong hang động, không còn chút ý thức nào. Trong màn đêm tối tăm ấy, tôi bỗng dưng lại mơ. Tôi mơ thấy những giấc mơ thật đẹp. Từng ký ức hiện về. Tôi mơ thấy tôi hồi nhỏ. Tôi mơ thấy những bữa cơm gia đình ấm áp. Tôi còn mơ đến cả đám cưới của tôi và Thành. Mơ lúc anh ôm tôi. Nhưng sao cái ôm này lạnh lẽo đến vậy? Rồi bỗng dưng tôi mơ thấy Vũ nằm trong căn phòng trắng toát, máu anh rỉ xuống đệm. Trong phút chốc lại là một vũng máu tươi. Thành nằm bất động trong vũng máu đó. Tôi sợ hãi, cố kêu lên nhưng bất thành. Có tiếng trẻ con khóc vang vẳng bên tai, còn có cả tiếng khóc ai oán của Kỳ Trúc. Tôi không kìm được bật khóc, cố hua tay nhưng không chạm nổi vào bất cứ ai. Cả người tôi lạnh buốt như có tảng băng bao quanh. Tôi run rẩy, cổ họng khô khốc. Đột nhiên có tiếng nói lao xao khiến tôi mở mắt choàng dậy. Lúc này tôi mới nhận ra là mình đang sốt, trán rõ nóng nhưng người lạnh buốt. Nhìn lại, tôi vẫn thấy mình đang nằm co ro trong hang động. Bên ngoài có tiếng bước chân, có tiếng đàn ông cất lên: "Tìm kỹ chưa?" Rõ ràng là tiếng nói của gã đàn ông hôm qua. Tôi sợ hãi không dám thở. Tiếng một gã đáp lại: "Tìm kỹ rồi nhưng không thấy. Hôm qua rõ ràng em thấy cả hai chúng nó rơi xuống vực. Sống thế quá nào được nữa mà mụ Hạnh cứ bắt tìm thế nhỉ?" "Ta cũng nghĩ là nó chết rồi, nhưng mà đếch hiểu sao lại không thấy xác, thấy mỗi xác con kia. Sống thì phải thấy người chứ, mà chết thì phải thấy xác chứ."
nhưng có cái áo của nó dưới vực đây thôi. Áo nó với áo con Trúc cách nhau rất xa, hay nó bị thú rừng lôi đi rồi? Ừ, khả năng chỉ có thể thế thôi. Về cứ nói với mụ Hạnh thế nào, chứ tao đã tìm khắp nơi không thấy đâu. Đờ mờ, mưa to vãi ra, con mụ Hạnh hành người ta quá đáng đếch chịu được. Tôi ngồi trong hang, bụng mồm nín thở. Dẫu biết tiếng mưa kia đã át tiếng thở của mình, nhưng vẫn run lên. Khi đám người kia đi khuất, tôi mới phát hiện ra, hai tay nắm chặt thành quyền. Tôi căm hận đám người độc ác kia, tôi căm hận đến thấu xương thấu tủy. Thế nhưng lúc này tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi bên trong lắng nghe tiếng mưa rơi. Tôi khát, rất khát, cơn sốt hành hạ khiến tôi đờ đẫn. Phía góc trái hang động có mấy dòng nước chảy xuống, dường như là nước mưa ngấm xuống. Tôi cố lê mình về nơi ấy, uống một ngụm nước. Bụng tôi đói meo, xung quanh chỉ có vài lá cây. Tôi cố mở mắt, cuối cùng tìm được một cây mẫu đơn, liền bứt cả quả, cả lá mà ăn. Ăn xong đống lá ấy, tôi lại uống mấy ngụm nước. Cổ họng nóng rát dần dịu lại, những cơn sốt vẫn không hề sứt. Cả người tôi lịm đi, tôi cảm thấy những vết thương đau nhức. Cánh tay không nhấc nổi, dường như mấy vết thương ấy đang dần nhiễm trùng. Màn đêm tĩnh lại ùa về, tôi nhắm nghiền mắt. Trong vô thức, tôi cảm thấy khóe mắt của mình ngập tràn nước. Tôi khẽ gọi Thành. Không ai đáp lời tôi. Tôi biết là vô vọng, nhưng đó là tia hy vọng mong manh cuối cùng của tôi. Có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Trong khoảnh khắc này tôi mới biết, hóa ra anh cũng từng thế này, từng cảm nhận cái chết sắp chạm đến mình. Lúc ấy anh có giống như tôi. Người anh nghĩ đến đầu tiên có là tôi. Thực ra tôi còn rất nhiều điều chưa nói với anh. Thực ra tôi rất nhớ anh. Tại sao đến bây giờ tôi mới biết là tôi nhớ anh? Tại sao đến bây giờ tôi mới biết khoảnh khắc sinh tử ngày người tôi nhớ đến đầu tiên là anh? Nhưng giờ biết rồi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Tôi nằm đó, cơ thể lịm đi. Tôi không còn biết mình đã còn chết hay là sống. Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày. Tôi rất muốn ra ngoài nhìn chút ánh sáng của mặt trời, nhưng tôi không thể đi nổi. Cơn sốt liên tục hành hạ khiến tôi không còn tỉnh táo. Trong những cơn mơ dài đằng đẵng, tôi bỗng nghe tiếng của Thành gọi tôi thống thiết. Ngân, em ở đâu? Tiếng gọi rất thật, tôi còn tưởng là anh đang nghe cạnh mình. Tôi còn đáp lời anh. Thế nhưng mỗi lần bừng tỉnh, tôi đều biết đó là mơ. Xung quanh tôi vẫn chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Tôi đã cố gắng dặn mình phải sống, đã cố uống thật nhiều nước, hy vọng dập tắt đi cơn sốt. Nhưng mà những điều tôi làm dường như vô ích. Lần đầu tiên tôi thấy mình khao khát sống đến như vậy. Tôi sợ cái chết đang lởn vởn quanh mình. Tôi muốn trả thù con đàn bà độc ác kia. Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, giống như nhắc nhở tôi phải dùng tinh thần để mà chiến đấu lại với tử thần. Mỗi lần mở mắt, dù chân tôi không thể đi nổi, nhưng tôi đều lết mình đến dòng nước tí tách đang chảy để uống. Thế nhưng tôi rất sợ. Sợ rằng một chút nữa thôi, hoặc là ngày mai ngày kia, nước sẽ không còn. Ý nghĩ sợ nhất là tôi sẽ chết ở nơi này. Sau này người ta tìm thấy tôi là một cái xác thối rữa hoặc là một bộ xương khô. Tôi không cam tâm. Tại sao người ác như chị Hạnh lại sống nhởn nhơ, còn cái Trúc, còn tôi lại phải chết? Tôi hận chị ta, hận cả ông trời bất công, hận cả số phận trớ trêu. Tôi còn nhiều điều chưa làm. Tôi còn chưa tìm được cha mẹ ruột, chưa báo hiếu được cha mẹ nuôi. Tôi còn chưa kịp cùng Thành đi nổi một phần đường. Thế nên tôi đã cố gắng dặn mình, từng chút một phải sống. Dần dần, trong cái đói, cái khát, trong cả cơn sốt ập đến, tôi nhận ra mình nằm ở đây cả mấy ngày. Cây hoa mẫu đơn trụi hết lá, tôi thậm chí còn ăn cả những lá sâu. Cả người tôi là chiếc áo mỏng manh rách rưới, chiếc quần đã xé phân nửa. Tôi ước có một đám lửa bên cạnh, hoặc là một chiếc chăn thôi cũng được. Thế nhưng không hề có, cả người tôi ớn lạnh từng cơn, lạnh như đứng giữa một cơn bão tuyết. Dần dần tôi nhận thấy hơi thở của mình càng lúc càng yếu ớt. Tai tôi cũng đầy những tạp âm hỗn loạn. Tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng những con thú rừng hú lên. Tôi liên tục hỏi mình, có phải là tôi sắp không thể chịu nổi được nữa không? Có phải âm thanh này là âm thanh của chết chóc? Có phải tôi sắp rời xa trần thế? Nước mắt tôi bỗng rỉ trên khóe mắt. Tôi không mở được mắt, nhưng cảm nhận sự nuối tiếc, ân hận và cả đau đớn trong đó. Bỗng dưng trong những tạp âm ấy, tôi bất chợt nghe tiếng gọi. Ngân ơi! Tiếng gọi quen thuộc, thế nhưng không phải là của Thành. Tạp âm lẫn lộn
nhưng mà tôi dần nhận ra tiếng gọi ấy càng lúc càng rõ. Tôi cố gắng thở, giống như bắt được tia sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Cuối cùng tôi nhớ ra đó là tiếng gọi của mẹ Hoa. Tiếng gọi rất gần, tôi còn tưởng mình lại ảo tưởng, giống như vô số lần tưởng tượng ra tiếng gọi của Thành. Thế nhưng tiếng gọi đó hoàn toàn không dứt, văng vẳng bên ngoài. Tôi còn nghe thấy tiếng mẹ nói: "Chúng mày chia nhau tìm đi, dù có đào cả mấy dãy núi này cũng phải tìm được mợ cho bà." Có lẽ tiếng nói ấy đánh thẳng vào tiềm thức của tôi. Tôi cố hé mắt, trước mắt mờ nhạt không rõ, chân tôi như tê liệt, chỉ có thể dùng hai tay cấu lên đất, từ từ di chuyển về phía bên ngoài, cổ họng phát ra những tiếng yếu ớt: "Mẹ, mẹ, mẹ ơi." Thế nhưng không ai nghe được tiếng của tôi. Tiếng mẹ Hoa lại cất lên: "Chỗ này không có, không có thì đi chỗ khác tìm đi, nhất định phải tìm được mợ." Tôi thấy có bước chân tản ra, tôi bỗng sợ hãi lê về phía trước, tay tôi hua hua, dường như tôi chạm được vào bụi cây, giọng nói khản đặc: "Mẹ, con ở đây, mẹ ơi, con ở đây." Tôi không biết mẹ Hoa có nghe được tôi nói hay không, tôi chỉ có thể cố gắng dùng sức lực yếu ớt, rung lùm cây. Trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ duy nhất: nếu mẹ đi, tôi sẽ chết. Nếu mẹ không biết tôi ở đây, tôi sẽ chết. Ý nghĩ ấy giống như sức mạnh, khiến tôi túm lấy lùm cây, lặp đi lặp lại: "Mẹ ơi, con ở đây. Mẹ ơi, con ở đây." Tôi không biết rốt cuộc là mơ hay thật, chỉ cảm thấy có người lao đến ôm lấy tôi. Hình như có ai đó vỗ nhẹ vào má của tôi, có ai gọi tên tôi. Nhưng có lẽ sức lực yếu ớt kia tôi đã dùng hết. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, tôi còn nghe thấy tiếng mẹ Hoa cất lên: "Thằng Lân cõng mợ xuống núi, đạp chúng mẹ đây canh trường đi, tiếp tục tìm kiếm, không được để lộ ra chuyện đã tìm thấy mợ. Từ hôm nay, hôm nào chúng mày cũng phải về báo là không thấy mợ đâu, nghe rõ chưa?" "Vâng ạ." "Ở dưới kia có đường bí mật đi qua sông, bà bảo thằng Lân đi theo đường ấy không ai phát hiện ra đâu ạ. Bọn con canh trường chúng nó kỹ lắm rồi, bà cứ yên tâm." Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu, cuối cùng khi thấy cánh tay đau nhức mới mở mắt ra. Phía trên là một mảng màu trắng xóa. Tôi không biết đây là đâu cả, không biết mình còn sống hay không, chỉ nghe tiếng người xa lạ khẽ nói: "Vết thương này nhiễm trùng khá nặng mới dẫn đến sốt cao như vậy. Cũng may là còn chưa hoại tử, giờ phải nạo hết mủ ra, phần thịt giữa phải cắt hết đi." Tôi hoàn toàn trong trạng thái lơ mơ, nghe được nhưng không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Sau mảng màu trắng xóa kia, cuối cùng lại là màn đêm ập đến. Tôi chỉ cảm nhận vết dao khoét vào da thịt, đau như chết đi sống lại. Có tiếng mẹ Hoa lại cất lên: "Có ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều không?" "Nói chung chỉ cần giữ gìn cẩn thận, uống thuốc đầy đủ là không sao cả. Nhưng mà cơ thể cô ấy suy nhược, lại nhiễm trùng cả 3-4 ngày, ít nhất cũng phải mất cả tháng trời mới có thể hồi phục. Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy uống tốt nhất. Thực sự đây giống như là kỳ tích, có lẽ ý chí sống phải mạnh mẽ lắm, cô ấy mới chịu được đến mấy ngày như vậy." "Cảm ơn ông." Tuy rằng tôi vẫn nửa tỉnh nửa mê, nhưng mà dần dần tôi ý thức được mình vẫn còn sống, mình được cứu rồi. Có lúc tôi ngửi thấy mùi hương quế quen thuộc ngay cạnh mình, giống như Thành đang ở cạnh tôi vậy. Thi thoảng tôi thấy má của mình ướt đẫm, hình ảnh Thành nằm trong vũng máu hiện lên, hình ảnh cái Trúc ôm bụng nhảy xuống vực, còn có cả hình ảnh của Vũ trong viện. Khi ấy tôi cảm nhận rõ ràng mình đang khóc. Đau thương chồng chất, xen lẫn nỗi căm hận, khiến tôi không kìm được nước mắt. Bỗng dưng tôi thấy có bàn tay chạm vào má của mình, chạm lên khóe mắt. Giọng nói của Thành nghẹn ngào: "Xin lỗi em, xin lỗi em." Rõ ràng tôi cảm nhận rất thật, thế nhưng tôi vẫn không dám tin đó là Thành. Thế nhưng tôi thấy tiếng mẹ Hoa cất lên: "Được rồi, thằng Lân và bác sĩ Lâm mà đưa cậu về viện đi, con bé không sao rồi. Con bé nó mà biết mới phẫu thuật một tuần đã ra khỏi viện thế này, nó lại tự oán trách mình đấy. Nghe lời mẹ, mau về đi con." Tôi nghe mẹ Hoa nói rất muốn mở mắt ra dục Thành về viện, rất muốn nói với anh tôi không sao cả, nhưng chỉ nằm im bất động. Tôi không biết mình đã trải qua khoảng thời gian ấy bao lâu, chỉ nhớ rằng có lẽ đếm ra tôi đã trải qua cả trăm cơn mơ dài đằng đẵng. Có lúc lại tưởng như mình đang ở một địa ngục tối tăm, có lúc tưởng sống rồi, có lúc lại ngỡ như đã chết. Tôi không biết mất bao nhiêu ngày, cuối cùng đến một ngày, trong một cơn mơ, tôi mơ thấy Ký Trúc đứng trước mép vực, máu chảy khắp quần nó, tôi không kìm được nữa, bật khóc. Tiếng Ký Trúc văng vẳng bên tai của tôi.
Mợ đi đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể bảo vệ mợ rồi. Mợ nói với cậu, với bà, đời này kiếp này em nợ hai người. Mợ, em xin lỗi. Xin lỗi vì không thể bảo vệ mợ thêm được nữa. Mợ phải quay về. Nhất định phải quay về. Nhất định phải trả thù. Nhất định phải trả thù cho em. Tôi không muốn nghe mấy lời chăn trối ấy. Tôi túm tay nó gào lên. Đừng, Trúc, em đi theo mợ. Thế nhưng nó chỉ khẽ cười, khẽ buông tay, thả mình xuống vực sâu thế kia. Mấy tiếng trẻ con khóc ai oán vang lên. Tôi sợ hãi rú lên một tiếng, cuối cùng mở mắt bật dậy. Tôi nhìn rất lâu, xác định xem đây là đâu. Thế nhưng ngồi rất lâu, tôi chỉ thấy màn sương dày đặc. Hình ảnh mờ nhạt, phải mất đến vài phút tôi mới nhìn rõ cảnh vật phía trước. Đây là một căn phòng. Tôi không rõ đây là chốn nào. Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là mẹ Hoa. Người tiếp theo dường như là bác sĩ. Khi ngồi dậy, tôi thấy bên ngoài có chút nắng vương qua cửa sổ. Mẹ Hoa nhìn tôi khẽ nói, con tỉnh lại rồi. Con có còn nhớ, có nhớ được gì không hả con? Tôi nhìn mẹ Hoa, dần dần từ ký ức mới hiện về. Cuối cùng tôi cũng hiểu tất cả những gì tôi cảm nhận được thời gian qua đều là thật, chứ không phải là mơ. Trải qua một trận chiến sinh tồn cùng tử thần, khi mở mắt ra, được nằm trên chiếc đệm trắng muốt, nước mắt bỗng lã chã rơi. Mẹ Hoa để mặc cho tôi khóc, chỉ vỗ nhẹ vào vai của tôi. Cuối cùng mẹ khẽ nói, không sao rồi, không sao rồi, mọi chuyện đều qua rồi. Tôi nhìn mẹ Hoa, cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Thế nhưng giọng nghe vẫn nghẹn lại. Tôi hỏi mẹ, mẹ, Kỳ Trúc... Nhắc đến Kỳ Trúc, gương mặt mẹ sầm lại. Giọng mẹ không nén nổi nỗi đau thương. Mẹ đáp, con bé được đưa về mai táng rồi. Có người đứng ra nhận tội, nói rằng nó và con Trúc yêu đương, nhưng con Trúc phản bội nó. Do uất hận nên nó hẹn con Trúc lên vách núi cãi vã. Con Trúc liền quyên sinh. Lúc ấy con có nhìn thấy nên đã chạy đến. Sau khi tranh chấp cãi vã với thằng kia, hai đứa giằng co nên con cũng bị rơi xuống vực. Nó bị công an bắt nhưng mà uống thuốc tự tử rồi. Tôi nghe tới đây thì không kìm được nữa mà bật khóc tu tu. Cảm giác đau đến tận xương tủy. Thương cho cô bé trung thành một lòng, thương cho cô bé giải khờ của tôi. Nỗi căm phẫn tột độ xen lẫn cả đau thương, khóc đến nước mắt cũng nhòa lên, suýt nữa lảo đảo gào lên mà chửi bậy. Thế nhưng tôi cuối cùng phải kìm ghén lại. Mẹ Hoa bắt đầu kể lại với tôi mọi chuyện. Buổi đêm hôm đó, sau khi tôi và thầy Đăng đi, mẹ vốn không nghĩ gì. Thế nhưng đến gần sáng vẫn không trở về. Gọi điện cho cha mẹ của tôi không ai bắt máy. Gọi cho thầy Đăng cũng vậy. Vốn nghĩ vụ tai nạn đó nghiêm trọng lắm, mà tới ngày hôm sau thầy Đăng trở về một mình. Thầy sau khi tỉnh lại đã phóng xe về nhà cha mẹ tôi. Lúc ấy thầy mới biết không hề có tai nạn nào cả. Cha mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Cha mẹ tôi do mất điện thoại từ lúc nào nên mới xảy ra chuyện. Có kẻ dùng điện thoại của cha tôi gọi cho thầy Đăng. Có điều đoạn đường dốc số 3 không có camera, toàn bộ dấu vết đều được xóa sạch nên không thể tìm ra. Thành lúc tỉnh dậy liên tục hỏi tôi, thầy mẹ sợ anh mới trải qua phẫu thuật nên đã giấu, chỉ nói cho cha mẹ tôi ốm nên tôi phải về vài ngày. Thầy mẹ cho người đi tìm tôi với cái chúc khắp nơi, thế nhưng vô vọng. Mãi tới ngày thứ hai mới nghe tin tìm thấy xác cái chúc dưới vực sâu bên cạnh, còn có áo của tôi. Mẹ Hoa nghe tin thì sốc và bàng hoàng lắm, vội vã sai người tìm tôi. Thế nhưng ngoài cái áo thì không thể tìm được cái gì khác. Chuyện này vốn dĩ định giấu Thành nhưng không giấu nổi. Nghe mẹ Hoa nói anh gần như không ăn không uống, nhất định muốn đi tìm tôi, dù cơ thể đang còn mỏi mệt, cực kỳ yếu ớt. Cuối cùng mẹ Hoa phải hứa với anh, trong 5 ngày nếu mà chưa tìm thấy tôi thì sẽ để mặc anh. Mẹ Hoa đi tìm tôi suốt mấy ngày, công an cũng có tìm nhưng họ chỉ tìm loanh quanh khu vực dưới mép núi. Có điều tìm vài ngày mà vẫn không thấy, họ cũng không tìm nữa. Chỉ có mẹ Hoa vẫn kiên trì trèo lên mấy ngọn núi để tìm. Mãi tới tận cuối ngày thứ 5, từ hôm tôi mất tích mới tìm thấy tôi trong hang. Mẹ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vì Thành yêu cầu nên mẹ mới sai người giữ toàn bộ bí mật việc đã tìm thấy tôi. Nghe nói trong khoảng thời gian ấy chị ta nằm viện, nhưng mẹ Hoa vẫn sai người canh chừng. Vì công an phải xác minh cái chết của Kỳ Trúc nên đám đàn em của chị ta cũng không dám manh động. Chị ta lại bị mẹ Hoa canh chừng nên đành án binh bất động. Sau khi tìm thấy tôi,
mẹ Hoa phải đi theo con đường bí mật để trở về. Đến hiện tại tôi còn sống, không một ai biết, trừ hai người, mẹ Hoa và Thành. Thực ra còn có thêm người làm thân tín của mẹ Hoa hôm đi tìm tôi, nhưng mà đó đều là những đứa trẻ mẹ Hoa nuôi từ nhỏ nên hoàn toàn đáng tin cậy. Đó cũng là số ít người mẹ Hoa phải dùng đến để giữ bí mật này. Đây là căn biệt thự ở phía tây thành phố, cách biệt phủ 50 cây số. Biệt thự này mẹ Hoa bí mật mua vài năm trước, không ngờ có ngày dùng đến. Mẹ nói chuyện tôi còn sống, ngay cả thầy Đăng, Duy và cha mẹ tôi cũng chưa biết. Vì mẹ tôi sợ nếu mà để lộ ra ngoài sẽ nguy hiểm, nên mẹ không nói với bất kỳ ai, và Thành cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Suốt thời gian này, mẹ vẫn đang loan tin đi tìm tôi. Mẹ Hoa nói Duy giỏi chủ yếu ở khu vực gần nhà cha mẹ tôi, phần vì phục vụ án điều tra, phần vì cha mẹ tôi hay tin tôi mất tích, đã quá suy sụp, nên Thành nhờ cậu ấy bên cạnh để an ủi cha mẹ tôi. Mẹ Hoa còn nói thực ra không phải vụ án của cha tôi cậu ta chưa tìm được, mà vì nó quá phức tạp, còn liên quan đến rất nhiều âm mưu phía sau, nên tạm thời bên công an, còn chị nói chưa điều tra xong. Tôi nghe mẹ Hoa nói, nghĩ đến cha mẹ của mình tôi đau lòng vô cùng, cố kìm lại nước mắt đang sắp rơi. Thế nhưng lão Trung còn ở đó, tôi tạm thời chưa thể để cha mẹ biết tôi còn sống. Tôi nhìn mẹ Hoa, nhờ mẹ giúp tôi khoảng thời gian này, thường xuyên cập nhật tin tức về cha mẹ tôi. Cũng nhờ mẹ nói với Duy, xin cậu ấy hãy bảo vệ họ. Mẹ Hoa gật đầu đáp. Thật ra con không nói mẹ cũng sẽ làm như vậy. Con yên tâm đi, thầy mẹ cũng sẽ thường xuyên xuống thăm cha mẹ con, động viên họ. Tôi nắm tay mẹ Hoa, bàn tay mẹ ấm áp, khẽ cảm ơn mẹ. Tôi biết mình mang ơn mẹ, sinh mạng này cũng là mẹ cứu tôi, 1000 lời cảm ơn cũng không hết. Thế nhưng mẹ Hoa nghe tôi cảm ơn thì mắng. Con bé ngốc này, cảm ơn cái gì chứ? Con là con dâu của mẹ thì cũng là con của mẹ. Thằng Thành bây giờ vẫn nằm trong viện, chắc là vài ngày nữa mới được ra. Ở đây có con Hà chăm lo cơm nước cho con. Mẹ cũng không ở đây lâu được với con, tránh sinh nghi. Khả năng thời gian tới mẹ sẽ không thường xuyên tới đây đâu. Đây là số bác sĩ, có gì con cứ gọi nhé. Tôi gật đầu nhìn ra bên ngoài mới biết, giờ qua Tết cả rồi. Tôi nằm đây suốt gần 20 ngày mới phục hồi lại được. Trước khi về, mẹ Hoa có nói với tôi. Mẹ biết, trải qua ngần ấy chuyện, trong đầu của con ắt hẳn là có sự tính toán của mình rồi. Nếu mà cần gì giúp đỡ, con cứ nói với mẹ. Kỳ Trúc, mẹ coi như đứa cháu gái của mẹ, thế nên kẻ giết nó cũng là kẻ thù của mẹ. Thực ra, nếu mẹ cũng có thể trả thù được thôi. Nhưng mẹ nghĩ con sẽ muốn tự tay mình khiến nó sống không bằng chết hơn, có đúng không? Con cứ nghỉ ngơi ở đây đi cho khỏe đã. Mẹ tin con biết phải làm gì, và mẹ cũng sẽ dốc hết sức để giúp con. Với 30% cổ phần của công ty Hoa Đăng, với toàn bộ mối quan hệ rộng rãi của mẹ và cả mối quan hệ của hai đứa con trai của mẹ, mẹ thừa đủ để giúp con có thể dồn nó vào đường cùng rồi. Thật ra từ lâu rồi tôi đã nhận ra mẹ Hoa khác với những gì mẹ thể hiện ra bên ngoài. Mẹ vốn dĩ không phải là loại người tầm thường như Vũ Quý. Thực ra dù mẹ Hoa không nói tôi cũng biết, tôi tự phải tự mình đứng dậy. Trải qua ngần ấy chuyện, tôi phải tự mình gánh vác. Trải qua ngần ấy chuyện, tôi cũng phải nắm lấy cơ hội này, cơ hội quyết sinh, quyết tử cùng con đàn bà độc ác kia. Cuối cùng tôi cũng biết mình phải làm gì. Tôi ở biệt thự khá thoải mái. Ngoài cái Hà nấu ăn, mẹ Hoa còn cắt thử thêm thằng Lân thân tín ở bên cạnh để tôi tiện sai bảo. Mẹ Hoa nói cả con Hà và thằng Lân, bọn con Đào, thằng Lập, thằng Lanh đều là những đứa thông minh nhanh nhẹn. Mẹ Hoa nuôi chúng nó từ nhỏ. Sau chúng nó lớn lên, mẹ nói dối thầy Đăng cho chúng nó đi học, nhưng thực chất là cho sang biệt thự này, vừa học vừa làm và vừa dễ bề sai bảo. Mẹ Hoa sở hữu 30% của phần công ty nên có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi. Đám thằng Lân gần như con nuôi của mẹ, được cho mẹ cho học hành cẩn thận, lại được giao lưu, tiếp xúc xã hội nhiều, nên những mối quan hệ của mẹ chúng nó đều tận dụng rất tốt. Thế nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao việc cho bọn nó. Tạm thời tôi vẫn án binh bất động. Giờ tôi phải tranh thủ nghỉ ngơi trước đã. Thành được ra viện, hàng ngày anh vẫn ở nhà. Thế nhưng mỗi đêm anh đều bí mật đến căn biệt thự này. Sau cái chết của Trúc, Thành rất đau lòng. Anh không thể hiện ra, nhưng mỗi lần nhắc tới nó, ánh mắt anh lại trầm mặc. Cái Trúc gần như là em gái của anh. Anh đối xử với nó rất tốt, nó lại hết mực trung thành.
thế nên việc nó bị người ta bức tử khiến anh cũng rất căm phẫn. Mẹ Hoa kể với tôi, anh là người nhận xác của nó, đưa nó ra nghĩa địa. Chính tay anh đắp mộ cho nó, còn trồng lên đó mấy cây hoa thực dược mà nó yêu thích nhất. Còn tôi, mỗi lần nghĩ tới nó, tôi lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy không chịu nổi, chỉ muốn trả thù. Tôi nhất định phải tự mình trả thù cho nó, cho cả Thành và cho bản thân tôi. Thành mới được ra viện, sức khỏe của anh còn yếu, sinh ly tử biệt, biến cố xảy ra, cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi bỗng cảm thấy từng khoảnh khắc ở cạnh anh đều trở nên ý nghĩa. Cả tôi và anh đều vừa từ cõi chết trở về. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian chúng tôi cảm thấy cần đối phương nhất kể từ lúc kết hôn tới giờ. Mỗi đêm, chúng tôi đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau, những câu chuyện mãi chẳng hề dứt. Lần nào cũng vậy, sau khi nói chuyện, Thành lại kéo tôi vào lòng. Anh ôm chặt tôi ngủ, nửa đêm thi thoảng tôi bị rơi khỏi vòng tay của anh, lại thấy anh giật mình hốt hoảng, vội vã đi tìm. Anh nói với tôi, khoảng thời gian 5 ngày tôi mất tích, không có đêm nào anh ngủ được cả. Giá mà được ném hết đống máy móc trên người, giá mà không bị mẹ Hoa cho người canh giữ, có lẽ anh đã bất chấp mà trèo lên núi tìm tôi. Anh cảm thấy thời gian ấy thật ám ảnh, mỗi lần nghĩ lại đều sợ hãi. Đến ngay cả bây giờ anh ôm tôi mà vẫn cảm thấy sợ. Sợ tôi lại giống như khi ấy, vừa mở mắt ra tôi đã rời xa anh. Tôi nghe Thành nói, cảm thấy sống mũi say cay xè. Thực ra tôi không phải là một đứa ngốc, chỉ là vì trước kia quá ám ảnh với chuyện của Vũ, rời xa tôi. Đó là mối tình đầu tiên của tôi, nên tôi luôn gạt phăng ra, không tiếp nhận anh. Nhưng sau những chuyện thế này, tôi nhận ra rằng không phải là tôi không có tình cảm với Thành, mà là tôi không đủ can đảm thừa nhận. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân thật sự muốn ở cạnh Thành, thật sự muốn dành tình cảm cho anh, muốn vun vén cuộc hôn nhân này. Một tháng kể từ cái ngày cái Trúc bị rơi xuống vực, do không tìm được thi thể tôi nên ở biệt phủ cuối cùng cũng tổ chức đám tang cho tôi. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi bị thú dữ kéo đi bởi vì chiếc áo của tôi có nhuốm máu. Công an xác định trên chiếc áo đó, ngoài máu của Trúc, thực sự còn có máu của tôi, nên việc tôi bị thú dữ kéo đi là hoàn toàn có cơ sở. Có điều vừa qua Tết, ông nội lại mới mất không lâu nên biệt phủ không làm giùm beng. Phần vì sợ cha mẹ tôi ở nhà suy sụp, lại sợ người ta dị nghị nên chỉ làm nho nhỏ. Thầy Đăng rất suy sụp, tuy bình thường thầy gia trưởng cũng từng đánh tôi, nhưng thực ra thầy cũng là người tình cảm. Con dâu vừa mới lấy không bao lâu đã mất, thầy có lẽ cũng thấy đây là một cú sốc. Trong nhà, ai oán tiếng khóc não nề. Người chị dâu tốt bụng của tôi có lẽ khóc nhiều nhất, khóc nhiều hơn cả mẹ Hoa. Chị còn quỳ sụp xuống suốt 3 ngày 3 đêm trước bàn thờ vì thương đứa em dâu bạc mệnh. Tôi xem xong đoạn video mà chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt chị ta. Con đàn bà quỷ tha ma bắt, con đàn bà độc ác. Tôi hận không thể chui qua lớp màn hình mỏng manh ấy để xé chị ta ra làm trăm mảnh. Thế nhưng trải qua quá nhiều chuyện, tôi hiểu giờ tôi phải nhịn. Chỉ có nhịn là cách tốt nhất giúp tôi có thể trả thù. Một buổi sáng sau tang lễ của tôi khoảng 2 tuần, thằng Lân mang cho tôi ít giấy tờ rồi nói: Mợ, con cho người điều tra về ông Đồng Thái Minh rồi. Quả thực trước kia ông ấy còn có một người vợ khác ngoài bà Hòa, nhưng mà thông tin về người vợ ấy rất ít ỏi. Con chỉ tìm được tên của bà ấy là Lê Thanh Nga, còn lại gần như không có thông tin gì cả. Bà Nga chưa có sinh một đứa con, nhưng đứa bé ấy mới sinh ra đã mất tích. Sau đó bà ấy bỏ đi biệt xứ, đến giờ vẫn không tìm thấy tung tích ở đâu cả. Còn đây là bản xét nghiệm ADN của mợ Hạnh với lão Trung, hai người thực sự có quan hệ huyết thống cha con. Tôi nghe xong, nhìn vào bản xét nghiệm, khẽ nhếch môi một nụ cười. Hóa ra, lão Trung chính là cha của chị Hạnh thật. Nếu là trước kia nghe tin này, có lẽ tôi đã rất sốc. Bây giờ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra tôi mới biết. Trên đời này, đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Ngay từ lúc Ký Trúc nói với tôi, đã từng bắt gặp ông Trung đi cùng chị Hạnh. Ngay từ lúc cầm kết quả xét nghiệm ADN của chị Hạnh và tôi, biết rằng chị ta không phải là con của ông Đồng Thái Minh, tôi đã nghĩ mãi. Nếu mà chị ta không phải là con của ông Đồng Thái Minh thì là con của ai? Ngoài lão Trung, tôi gần như không tìm được manh mối nào khác. Không ngờ lão ta thực sự là cha của chị Hạnh. Lão Trung là cha chị Hạnh. Bảo sao lão ta lại tìm đến cô nhi viện để xoay người dọa dẫm các bác, không tiết lộ thông tin của tôi. Hóa ra để che giấu đi thân phận của tôi. Chỉ là tôi không hiểu vì sao tôi là con ruột của ông Đồng Thái Minh,
còn chị Hạnh là con lão Trung, mà chị ta lại liên miệng nói mẹ tôi là kẻ thứ ba. Khi nhắc đến mẹ tôi, chị ta còn mang đầy vẻ uất hận. Rốt cuộc mẹ chị ta đã tiêm nhiễm vào đầu chị ta những gì? Rốt cuộc ông Đồng Thái Minh có biết chuyện này hay không? Rốt cuộc vì sao ông lại nuôi chị Hạnh? Tôi nhìn thằng Lân đáp lại. Mẹ gọi thằng Lập với thằng Lanh theo dõi lão Trung và bà Hòa, mẹ mụ Hạnh, tìm hiểu xem vì sao ông Minh lại nuôi con của lão Trung. Tìm hiểu vì sao ông Minh biết chuyện đó chưa? À, còn việc tiếp cận người đàn bà kia sao rồi? Vâng ạ, con Hà đang thuê nhà ngay gần đấy mà ạ. Nhưng con Hà bảo dạo này thì mấy người bên đội cậu Duy cũng có đến gặp chị ta. Có lẽ bên công an người ta cũng nghi ngờ có người đứng sau giật dây, chứ không phải là tai nạn đơn thuần. Nhưng mà con nghe con Hà nói, chị ta không có tiền gửi vào ngân hàng nên công an mới khó mà tra được. Được rồi, mày bảo con Hà cứ ở đấy tiếp tục tiếp cận chị ta đi. Kiểu gì chị Hạnh cũng đút tiền cho chị ta. Nhưng mà giờ có lẽ chị ta chưa dám gửi vào ngân hàng đâu. Số tiền ấy chỉ có để ở đâu, giấu rất kỹ, hoặc là nhờ người giữ hộ mà thôi. Giữ hộ thì khả năng không có đâu, vì con Hà ở cạnh đấy, thế mọi người nói là chị ta là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích. Bây giờ chỉ có mẹ chồng già với ba đứa con thôi, chứ cũng không giao du tiếp xúc với ai cả. Ừ, tạm thời thế đã. Mới tiếp tục theo dõi mụ Hạnh và điều tra về bà Lê Thanh Nga giúp mợ. Vâng ạ, mà con theo dõi mợ Hạnh cả tháng nay rồi, nhưng dường như mợ ấy cảnh giác lắm, chưa có biểu hiện gì bất thường cả. Và lại mợ ấy không cho người làm vào nhà, chỉ có con Cúc được vào đó thôi, nên bọn con cũng không thể gắn máy ghi âm vào đó được. Tôi khẽ cười. Không phải là chị ta chưa có biểu hiện bất thường, mà là chị ta bất thường xong rồi. Bây giờ đạt được mục đích nên ắt hẳn chăn ấm nệm êm, sống bình yên qua ngày. Tôi khẽ thì thầm vào tai thằng Lân nói mấy lời. Thực ra cũng chẳng có gì đâu, muốn khơi dậy chút sóng cho trời không yên, biển không lặng mà thôi. Thằng Lân nghe tôi nói xong liền gật đầu vội vã đi ra ngoài. Buổi tối, bên trong biệt phủ yên ắng đến lạ. Bầu không khí đầu xuân năm mới bên ngoài gần như không vào đến cổng. Trên tử đường, khói hương nghi ngút. Kể từ sau đám tang đứa con dâu thứ hai, đêm nào ông Đăng cũng lên tử đường thắp nhang. Mùi hương thoang thoảng khắp không gian, như sưởi ấm chút cảm giác lạnh lẽo nơi này. Trong nhà, ai nấy đều mang một vẻ mặt rầu rĩ. Từ chủ đến tớ, không ai có thể cười nổi. Gần 10 giờ đêm, biệt phủ tắt điện, màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Mưa xuân lất phất rơi, căn nhà nhỏ của vợ chồng cậu hai không bóng người. Căn nhà nhỏ của vợ chồng cậu cả chỉ có duy nhất mợ Hạnh đang nằm. Hai ngày hôm nay, chồng mợ vì việc công ty mà phải đi công tác vài ngày. Mợ Hạnh nằm lướt Facebook, đột nhiên có tiếng mèo kêu khiến mợ có chút giật mình. Nhà này, kể từ khi mợ hai mất, mèo hoang lợn vẩn ở đây rất nhiều. Có điều mợ Hạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lướt Facebook. Đến nửa đêm, mợ mới tắt điện thoại đi ngủ. Thời gian tích tắc trôi đi, không biết mợ ngủ bao lâu, đến 3 giờ sáng, mợ bị đánh thức bởi tiếng lạch bạch. Ban đầu mợ còn tưởng giờ này chồng mợ đã về, thế nhưng khi choàng tỉnh mới biết tiếng lạch cạch ấy phát ra từ cửa sổ chứ không phải là từ cửa chính. Ban đầu tiếng lạch cạch rất nhỏ, sau to dần, tiếng lạch cạch xen lẫn cả tiếng ken két như tiếng móng tay cào lên cửa kính. Mợ vội vã bật điện mở rèm lên, thế nhưng nhìn ra ngoài không hề thấy có ai cả, chỉ là một màu đen cùng những giọt mưa xuân lất phất. Vốn dĩ mợ nghĩ mình thần hồn nát thần tính nên lại nằm xuống. Có điều mợ không dám tắt điện mà chỉ để rèm buông xuống. Mợ kéo gối ôm lấy chăn, vừa nhắm mắt tiếng lét két lại vang lên. Lần này nghe rất rõ, lần rèm lên không hề thấy gì cả. Mợ thấy vậy trong lòng hoang mang, liền mở thử cửa sổ ra. Mấy hạt mưa xuân bay vào. Đột nhiên bên ngoài một bóng đen lao đến. Mợ Hạnh giật mình vội vã rú lên. Thế nhưng khi định hình lại, mợ mới biết đó chỉ là con mèo hoang, liền túm lấy tai của nó ném mạnh ra ngoài, còn lẩm bẩm chửi vài câu, sau đó đóng cửa, tắt điện nằm xuống ngủ tiếp. Có điều mợ còn chưa kịp ngủ, mới nhắm mắt được vài phút, chợt có tiếng khóc của đứa trẻ con. Tiếng khóc giống như tiếng một đứa trẻ mới sinh, xen lẫn cả tiếng mèo kêu, khiến mợ Hạnh chết điếng. Cả người mợ mồ hôi túa ra, tiếng khóc như bị bóp méo, tạo nên những âm thanh kỳ dị. Mợ vội vã bật điện, thế nhưng tiếng khóc không hề dứt, có lúc vang xa, có lúc lại như đến gần. Mợ không đủ can đảm mở rèm lên, vội vã gọi cho con Trúc. Có điều giờ này con Trúc đã ngủ say như chết, điện thoại rung mấy cuộc nó cũng không để ý.
mợ gần như hoảng loạn, bật điện khắp nơi. Không biết tiếng khóc từ đâu phát ra, chỉ cảm thấy như tù lùm cây phía bên kia. Nếu có chồng mợ ở nhà, mợ đã bắt cậu ra xem ai. Nhưng mợ chỉ có một mình, cái tính mợ lại cẩn thận. Ngoài con Cúc, mợ không tin tưởng nổi bất cứ ai, nên người làm ở dưới này chẳng có một ai cả. Cuối cùng mợ liền mở cửa ra, định chạy lên nhà lớn. Thế nhưng khi vừa mở cửa, tiếng khóc lại câm bặt. Xung quanh là một màn đêm im lặng đến đáng sợ. Có điều chính cái im lặng ấy lại khiến mợ sợ tái xanh cả mặt, chạy một mạch lên trên. Khi đến nhà lớn, mới gần 4 giờ sáng, cổng vẫn khóa im lìm. Anh Ninh vẫn đang canh cổng. Mợ thở không ra hơi, chạy về phía cổng hỏi anh Ninh. Từ tối, anh vẫn canh ở cổng đấy chứ? Anh Ninh gật đầu đáp lại rằng anh vẫn canh ở đây. Hôm nay đến phiên anh còn uống cà phê cho tỉnh. Mợ nghe vậy thì lạnh sống lưng đi lên nhà. Mợ vốn định gõ cửa, nhưng giờ mới là 4 giờ sáng. Và lại mợ nghĩ trên đời này làm gì có ma có quỷ, liền đi thẳng xuống phòng người làm. Bưởng Nữ, con Cúc, con Ly và cả cái Đào mới về đang ngủ say như chết. Bưởng Nam, bác Tuất, anh Tài, thằng Xỉu và cả thằng Lập mới về cũng đang ngáy. Mợ càng lúc càng hoang mang, đợi trời hưởng sáng liền ra phía sau nhà. Thế nhưng mợ không hề tìm thấy điều gì bất thường cả. Ở đây kín cổng cao tường, đến cả con kiến cũng không bò vào được, thì làm sao có ai có thể vào được chứ? Mợ càng nghĩ càng cảm thấy rùng rợn, mặt mày xanh như tàu lá. Trên đời này không thể có ma có quỷ, không thể có. Nhưng rốt cuộc tiếng khóc kia là thế nào đây? Rốt cuộc là tiếng cửa cào là vì đâu? Rốt cuộc đám mèo hoang này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tự dưng mợ nhắm mắt lại, nhớ đến gương mặt con Trúc lúc trước chết. Hai mắt nó trở mở chân chân nhìn mợ, máu chảy linh láng khắp quần. Mợ bỗng rùng mình sợ hãi, người bỗng cảm thấy lạnh như băng. Thế nhưng mợ đâu biết đêm qua con Đào đã cho thuốc ngủ vào can nước ở cả hai buồng. Mợ đâu biết rằng ngoài nó với thằng Lập thì ai cũng đều uống thuốc nước ấy. Mợ đâu biết đống mèo hoang lởn vởn gần đây là do thằng Lập dụ về. Mợ cũng đâu biết tiếng khóc đêm qua là thằng Lập tải trên mạng rồi bóp méo cho kinh dị, sau đó phát ra bằng cái loa mini chỉ để mợ nghe được. Ngay khi mợ chạy ra cổng, thằng Lập cũng chạy lối sau về nằm giả vờ ngáy. Mợ dẫu sao cũng là thân con gái, chạy nhanh thế quá là được bằng thằng Lập chứ. Thế nên bây giờ mợ thật sự bắt đầu thấy hoang mang. Dẫu có trấn an mình do mình tưởng tượng ra thôi, nhưng mợ vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đêm nay có lẽ mợ phải gọi con Cúc lên ngủ cùng. Buổi sáng mợ không dám ăn sáng ở nhà một mình, mà sai cái Cúc nấu ăn sáng cho mợ cùng thể mẹ và Vú Quý. Đêm qua thức trắng, mắt mợ ở thâm quầng. Lúc ăn sáng mẹ Hoa có hỏi, nhưng mợ nào có dám trả lời, nên chỉ nói mình mất ngủ. Mẹ Hoa thấy vậy thì thở dài, dặn mợ giữ gìn sức khỏe. Em dâu mất rồi, mợ giờ mang trọng trách nặng nề việc sinh con đẻ cái. Mẹ Hoa nói vậy, mợ cảm thấy đắng ngắt cả mồm. Mợ cố nhưng chẳng ăn nổi bát cháo, đành đứng dậy xin phép thầy mẹ về phòng. Lúc mợ ra đến hiên, con Cúc đang quét nhà liền vội vã nói. Ơ, mợ Hạnh, tờ giấy ở dưới chân bàn ăn có phải là của mợ không ạ? Mợ Hạnh đang ở hiên liền xoay người lại hỏi. Tờ giấy gì cơ? Con Đào lúc này cũng múc cháo đưa cho thầy Đăng, rồi cúi xuống nhặt tờ giấy lên hỏi. Tờ giấy này ý hả? Con Cúc đáp lại. Đúng rồi á, ngay dưới chân mợ Hạnh đấy. Nếu mà không phải của mợ, con quét đi nha. Mẹ Hoa nghe vậy liền nói. Đâu, đưa bà xem là cái gì nào. Nhớ đâu giấy tờ quan trọng thì sao? Con Đào vội nhặt lên đưa cho mẹ Hoa, rồi tiếp tục múc cháo cho Vú Quý. Vú Quý từ ngày được cho ra khỏi tử đường có vẻ cũng tu tâm, không dám mượn chuyện như trước kia nữa. Mẹ Hoa mở tờ giấy ra xem, đặt ngay trên bàn, khẽ đọc. Ơ, Hạnh, đây là giấy siêu âm của con này. Đồng chân Hạnh này, siêu âm ngày 26 tháng 10, thai 9 tuần, thai lưu, ngừng phát triển trong tử cung. Mẹ Hoa đọc đến đây bỗng mặt mũi tối sầm lại. Mợ Hạnh đang đứng ngoài thì vội vã lao vào, nhưng không còn kịp. Cả người mợ cứng đờ, chân chân nhìn tờ giấy không dám tin nổi, cũng không kịp phản ứng gì cả. Mẹ Hoa nhìn mợ Hạnh bất giác không tin nổi. Thầy Đăng và Vú Quý ngồi cạnh liền kéo tờ giấy về mình. Vú Quý cũng không tin nổi, hai hàng lông mày khẽ trao lại. Mẹ Hoa đưa tay giữ ngực, rất lâu sau mới có thể hỏi. Hạnh, là thế nào đây? Tha lưu 9 tuần là thế nào?
tha lưu từ 9 tuần, tại sao đến lúc 10 tuần con lại đổ cho em Ngân để con ngã sảy thai? Mợ Hạnh nhìn tờ giấy siêu âm vẫn còn sửng sốt, bất giác chạm lên túi áo. Mợ không nhớ, mợ nhét tờ giấy siêu âm này vào túi áo lúc nào cả. Sáng nay mợ khoác bừa áo thôi, chẳng lẽ lại trùng hợp nằm trong cái túi áo này sao? Đầu óc mợ ong ong, không hiểu nó rơi từ lúc nào nữa. Rõ ràng trước mợ nhắc mình là phải vứt tờ giấy đi, nhưng vì nhiều việc xảy ra nên mợ quên bén mất. Mợ Hạnh nuốt nước bọt, cố tìm lý do giải thích thì thầy Đăng đã hỏi: là thế nào? Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng gào lên: còn thế nào nữa? Thai của nó bị chết từ ngày 26 tháng 10 đến nay, nhưng mà nó vẫn giữ đến ngày mùng 2 tháng 11, rồi đổ oan cho con Ngân đẩy nó sảy thai. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Hôm ấy ông đánh con Ngân suýt chết. Tôi đã nói rồi, con Ngân không phải là loại người như thế, thế mà ông không tin. Ông còn nói ông phải đánh chết nó. Đấy, giờ nó chết rồi đấy. Ông sung sướng chưa? Ông sung sướng chưa hả? Thầy Đăng bàng hoàng không tin nổi. Lời mẹ Hoa như một đòn đả kích khiến thầy không đứng vững. Mẹ Hoa cầm tờ giấy siêu âm, ném thẳng vào mặt của thầy gằn lên: con dâu tốt của ông đấy. Từ nay ông đừng xuống thắp hương cho con Ngân nữa. Đạo đức giả vãi ra. Lúc sống thì đối với nó như con ghẻ, đánh nó như đánh kẻ thù vậy. Nghi ngờ nó, hàm oan cho nó, giờ lại bày đặt đêm nào cũng xuống thắp hương cho nó. Việc tốt mà ông làm đấy. Nói xong, mẹ Hoa đứng dậy đi vào phòng, đóng rầm cửa. Mợ Hạnh run rẩy nhìn thầy Đăng đang dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn mình. Mợ khẽ giải thích: thầy, thực ra khi ấy con vì sợ. Thế nhưng chưa kịp nói, thầy lao đến và bốp vào mặt của mợ. Mợ bị đánh loạng choạng suýt ngã. Đám người làm kinh hãi nhìn mợ, vốn tưởng mợ là người nhân từ đức độ, bây giờ mới biết đằng sau bộ mặt giả ấy lại là một tâm hồn nham hiểm. Mợ đổ cho mợ hai đẩy mợ sảy thai, để mợ hai bị đánh thừa sống thiếu chết. Có khi nào cái chết kia của mợ hai cũng liên quan đến mợ Hạnh không? Cái chết sao mà bất thường và oan nghiệt quá. Thầy Đăng nghe đám người làm bàn tán thì càng tức càng sôi máu. Thầy điên tiết và mợ Hạnh 4-5 cái, mặc cho mợ giải thích rằng do mợ sợ điều tiếng thiên hạ, mợ sợ người ta nói mợ có đứa con cũng không giữ được. Do tinh thần mợ hoang loạn không biết phải làm gì, do thầy sợ mẹ chê bai khinh bỉ, lại ép cậu Khang phải đi nơi khác kiếm con về nên mới làm như vậy. Có điều mợ nói xong thầy lại càng cay, thầy rít lên: vì thế mà chị đổ tội lên đầu con Ngân sao? Sao chị ác thế? Chị ác thế đến giờ mới mãi không có con đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.